Trước đó lão ta bị hàn lập chém khiến cho tấm thuẫn thú văn bị hao tổn, đã được lão ta thu vào. Tay bỏ trống kia đang lồng trong tay áo, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ trượt ra một tấm phù lục màu vàng dày đặc linh văn. Hai mắt hàn lập ngưng lại, nhìn lão giả chầm chập, khẽ nhếch môi, tựa hồ đang muốn phát ra tiếng, lập tức giơ tay ném đi. Trường kiếm màu bạc trong tay hắn lập tức bay vọt ra, lại một lần nữa hóa thành mấy trăm luồng kiếm ảnh màu bạc, nhanh chóng lao đến lão giả tóc bạc. Sau khi mấy trăm đạo kiếm ảnh màu bạc kia bay ra ngoài mấy chục trượng, bỗng nhiên lóe lên, chia ra vô số kiếm khí bé lít nha lít nhít, bao phủ lão giả tóc bạc vào bên trong. Lão giả thấy tình huống như vậy, đành phải tạm ngưng ngâm tụng, tay cầm đả lôi tiên quất ra ngoài. Chỉ thấy hào quang màu vàng tím trên đả lôi tiên bỗng nhiên sáng ngời, từ trong đó truyền ra từng tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, chỉ thấy điện quang màu vàng tím đột nhiên tăng vọt, hóa thành một con trường long dài mấy trăm trượng, toàn thân quấn quanh lôi điện hai màu vàng tím thân hình nó uốn lượn vặn vẹo ở giữa không trung, đuôi rồng vẫy lung tung, phóng ra điện quang đầy trời. Theo từng tràng âm thanh ầm ầm dày đặc, kiếm ảnh đầy trời do kiếm khí hàn lập đánh ra, rốt cuộc bị con tử kim điện long kia quét sạch. Điện quang mặt ngoài tử kim điện long mặc dù cũng bị tiêu hao không ít, nhưng hai tay lão giả đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết thì điện long điên cuồng phát ra lôi mang, lại gào thét lao về phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, làm ra vẻ kinh hoàng, phóng ngược lại. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió mãnh liệt, một luồng kiếm quang màu vàng kim dài hơn trăm trượng vô cùng sắc bén mang theo pháp tác lực kim thuộc tính với thế không thể đỡ bổ xuống nó phát ra kiếm khí sung thiên thậm chí cắt đôi tầng mây trên bầu trời thành một kẽ nứt rộng lớn như là rãnh trời người cầm kiếm tự nhiên là lân cửu lúc này đây gã đang đứng lơ lửng trên không trung toàn bộ thân thể được bao phủ một tầng kim quang toàn thân gã như tỏa ra một loại chấn động sắc bén khó có thể dùng lời diễn tả phảng phất như chính bản thân gã là một thanh kiếm sắc bén tuyệt thế có khả năng phá núi ngăn sông hàn lập nghiêng sang một bên tránh nhìn lân cửu trong lòng khẽ động xem ra người này không thể nghi ngờ chính là hùng sơn mắt thấy ánh kiếm màu vàng óng chém xuống hai tay lão giả tóc trắng cố sức nâng lên cao con tử kim trường long nhất thời bỏ truy sát hàn lập thân hình tỏa ra điện quang rực rỡ chật chuyển há mồm táp tới luồng ánh kiếm màu vàng óng kia phượt một âm thanh nặng nề vang lên tử kim trường long bị ánh kiếm màu vàng óng kia chém vào giữa người, đứt thành hai nửa, sau đó ầm ầm tán loạn, hóa thành lưới điện màu tím chẳng chịt đan kín khắp trời. Mà luồng ánh kiếm màu vàng óng kia chém qua nhát đó dù chưa tán loạn hẳn nhưng sự sắc bén giảm nhiều, sau đó lại bị lưới điện màu tím đầy trời ngăn trở, trong chốc lát không cách nào hạ xuống được mảy may nào. Đang lúc lão già tóc trắng còn muốn có hành động tiếp thì mặt đất phía sau bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, nứt ra một khe hở vô cùng to lớn, từ đó một thanh trường mâu màu đen bắn nhanh ra, rồi đập ầm ầm vào lò luyện đan. Chỉ nghe một tiếng keng rất lớn, quanh quẩn vang vọng, khiến cho hư không lân cận chấn động, nổi lên từng gợn sóng. Lò luyện đan bị một đòn nặng như vậy, lập tức rung lên, bắn ra hơn trăm trượng xé rách bầu trời, rồi rơi xuống mặt đất bên ngoài, tiếp theo lại lăn lông lốc ra xa, khó khăn lắm mới dừng lại. Cái lò này cũng không biết làm bằng vật liệu gì, chịu một kích này mà mặt ngoài không bị hao tổn một chút nào, nhưng hào quang ngũ sắc nhấp nháy vài lần, rồi cuối cùng biến mất. Nó trở lại màu vàng óng vốn có. Lúc trước lần thập thất thấy lão giả dùng toàn lực cố che chở cho lò đan, vì vậy muốn phá hủy nó để làm nhiễu loạn tâm thần đối phương. Do đó gã thừa dịp lúc hai người Hàn lập đấu với lão ta, lén lén dùng trường mâu màu đen đánh vào. Kết quả là một lần hành động đã thành công, lão giả tóc trắng quay đầu lại, khi nhìn đến lò luyện đan lăn dưới đất, sắc mặt nhất thời đại biến, khóe mắt như rách ra, thét lên một tiếng dài thê lương. K H O N G Ba người Hàn Lập thấy thế cũng không khỏi chậm lại, trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ. Tâm huyết vạn năm của lão phu hôm nay bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Nếu luyện đan đã không thành thì ta sẽ bắt các ngươi chôn cùng. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết." Vẻ hoán độc trong mắt lão giả càng ngày càng tăng mạnh. Cả người lão ta giống như là hoàn toàn mất trí, không ngừng kêu la. Chỉ thấy lão ta lật bàn tay một cái, bỗng nhiên lấy ra một viên đan dược màu hồng sẫm đưa vào trong miệng cũng không nuốt ngay mà nhai nát rồi mới nuốt xuống hàn lập thấy thế trong lòng nhất thời xuất hiện dự cảm xấu nguy rồi đây là nhiên anh huyết đan thân xác trong mắt lân cửu biến đổi kinh hô lời vừa dứt chợt nghe trong miệng lão giả tóc trắng kia phát ra một tràng cười ha 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 vang như sấm ra quanh thân lão ta từng chút một trở nên sẫm lại rất nhanh biến thành màu đỏ nhạt như gan lợn đôi mắt lõm sâu cũng trở nên càng lúc càng sáng thậm chí có một điểm kim quang từ đó phóng ra hai vị cẩn thận lão ta phục dụng một loại cấm dược có thể thiêu đốt máu của Nguyên Anh, trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên lên rất cao, mạnh mẽ bước qua đạo môn, đạt được tu vi kim tiên cũng không phải không có khả năng. Thân hình lân cửu lướt về phía sau trăm trượng, mở miệng nhắc nhở. Hai người hàn lập nghe lân cửu nói như vậy, cũng vội vàng gấp gáp phút về phía sau. Xeo xeo, theo hồi âm vang kỳ dị nổi lên, quanh thân lão giả tóc trắng bắt đầu tỏa ra từng làn hơi nước màu đỏ nhạt cả người lão ta thoạt nhìn giống như là một con cua sắp bị hấp chín chỉ nghe một trận vù vù tiếng gió vang lên thân ảnh lão giả tóc trắng lại đột nhiên biến mất không thấy vị trí trước kia lão ta đứng chỉ còn lại có một đám sương mù màu đỏ chưa tản hết từ từ bay về phía trước nhưng mà chớp mắt một cái trước mặt lân thập thất đang ở ngoài mấy trăm trượng bỗng nhiên lóe lên một đạo nhân ảnh nó vung một quyền đập mạnh vào mặt của gã lân thập thất bị bất ngờ không kịp chuẩn bị còn không kịp nắm tay, chỉ có thể giơ một bàn tay lên ngăn phía trước mặt. Dầm, gã ta chỉ cảm thấy một lực nặng như cả ngọn núi đập vài giữa đầu, lòng bàn tay căn bản không ngăn cản được bao nhiêu lực mà còn bị đau nhức vô cùng. Mờ u bàn tay của gã bị dính chặt vào mặt nạ trên gương mặt. Cả người bị đánh bay ra ngoài, pha và mạnh vào vách đá màu đen dựng đứng cao hơn nghìn trượng ở một bên sơn cốc. Một hồi huynh huynh ầm ầm nổ mạnh, ngọn núi cao hơn mấy ngàn trượng trong nháy mắt nổ tung, từng tảng đá khổng lồ to như gian phòng bay tứ tung, hơn phân nửa ngọn núi trong chớp mắt sụp đổ biến thành bột mịn. Chương 247, né tránh mũi nhọn, bên này bụi mù chưa tan, bên kia Hàn Lập đã cảm thấy hoa cả mắt, thân ảnh lão giả tóc bạc đột nhiên phóng tới, tốc độ cực nhanh làm người không kịp nhìn thấy. Dầm, trong lòng của hắn dùng mình, theo bản năng nâng hai tay thủ chéo trước người thì đã bị một quyền vừa nhanh vừa mạnh đánh chúng bắn ngược ra ngoài. Cũng may hắn đã sớm âm thầm thúc dục chân cực chi mô và sử dụng kim lân bao trùm hai cánh tay, mới không chật vật như lân thập thất chỉ là cả người như bị bay bổng ra sau mấy trăm trượng, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lão già tóc bạc mặc dù một quyền đánh bay Hàn Lập, nhưng thân hình cũng thoáng lui về sau một bước, trong mắt chưa hoàn toàn đánh mất lý trí hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng lúc này lân cửu đã chém tới, lão liền điên cuồng hét lên một tiếng, vung quyền nghinh đón. Da trên người lão đã từ màu đỏ sậm dần dần chuyển thành màu đỏ tươi, làn hơi nước bốc ra quanh người cũng dần dần nhạt đi biến thành màu hồng nhạt. Ứng ừ với biểu hiện đó, tốc độ của lão càng lúc càng nhanh, uy lực của mỗi quả đấm xuất ra càng lúc càng lớn, hầu như mỗi một quyền nện xuống đều ép chặt không khí tạo ra tiếng nổ âm âm. Lân cửu cầm kiếm vàng không ngừng huy động, lão già tóc bạc tay không tất sắt, mỗi một quyền đều trùng trùng điệp điệp nện lên mũi kiếm, phát ra trận trận tiếng nổ bang bang nghe đinh tai nhức óc. Thân hình hai người không ngừng di chuyển, ngay vị trí quyền kiếm va chạm, từng cỗ chấn động pháp tắc vô hình bộc phát ra. Những nơi chúng đi qua, mọi thứ đều bị cuốn vào trong đó, rồi bị quấy thành hư vô, thậm chí mặt đất cũng bị nạo thành từng cái hố to. Kiếm thuật lân cửu thi triển dù tinh diệu vô song nhưng lúc đối mặt với tốc độ kinh người tưởng như dờm già vô dụng kỳ thực lại có sức mạnh phá thiên quân của lão giả thì mơ hồ có cảm giác gã ta ở yếu thế hơn. Đều phải chết, lão già tóc bạc điên cuồng hét lên một tiếng, song quyền mơ hồ đánh xuống, hơn 10 quyền ảnh độc nhất vô nhị hiện ra phiêu hốt bất định, lao về phía lân cửu với thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Lân cửu không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình không dám dừng lại chút nào, hai tay cầm kiếm mãnh liệt phung lên. Mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra một vòng kiếm quang vô cùng chói mắt, càng ngày càng sáng, trong khoảnh khắc hóa thành một vòng hào quang hình cầu màu vàng lớn mấy trượng quay tít một vòng, rồi nổ tung. Trong chốc lát, vô số kiếm khí màu vàng răng khắp nơi, va chạm với những quyền ảnh đang gào thét lao tới, phát ra liên tiếp âm thanh bén nhọn như tiếng kim loại cọ vào nhau. Nhưng hầu hết kiếm khí trong khoảnh khắc tán loạn biến mất, quyền ảnh lại chưa hoàn toàn tán loạn, làm cho trong mắt lân cửu hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo trên người gã lóe lên kim quang, hiện ra một tầng hàng quang màu vàng chắn trước người. Nhưng vào lúc này, từ trong một cái hố lớn cách không xa hai người bỗng nhiên thân ảnh lân thập thất dính đầy bụi đất bay vụt ra. Chỉ thấy cổ tay gã rung lên, từ ống tay áo một sợi dây thừng màu vàng đất bay vù ra, vặn vẹo giữa không trung giống như linh xà, rồi huyễn hóa ra bảy tám cái thòng lọng, chụp xuống lão già tóc bạc. Mấy tiếng bịch bịch vang lên kim quang khắp người lân cửu tán loạn, thân thể bị nện bay ngược ra sau. Lão già tóc bạc định đuổi theo bồi thêm một quyền thì vừa lúc chui đúng vào trong những cái thòng lọng kia. Lập tức quang mang kỳ lạ lóe lên, những cái thòng lọng liền siết lại, trói chặt lão giả. Lân thập thất siết chặt thòng lọng, không nói hai lời mạnh mẽ kéo về. Thân hình lão giả đột nhiên từ dưới đất chui lên, rồi ngã lăn ra. Hàn lập cũng không biết từ đâu xông đến, trường kiếm màu bạc trong tay nhoáng một cái, mũi kiếm mãnh liệt đâm vào đầu lão giả hai mắt lão già tóc bạc chớp động kim quang, miệng phát ra từng tiếng ngâm nga nhỏ, mơ hồ không rõ. Sau một khắc, toàn thân lão sáng rực huyết quang, da thịt trên hai cánh tay nứt ra. Hai cái xương trắng được bọc một lớp cơ màu hồng nhạt đột một nhô lên, như lưỡi đao chặt đứt sợi dây thừng màu vàng. Lão thoát thân, phóng ra ngoài, thân hình lão còn chưa ổn định, liền nâng lên một tay, quét ngang lưới cốt đao về phía Hàn Lập đang ở gần trong gang tắc. Mũi trường kiếm màu bạc đâm thẳng vào cốt đao, phát ra tiếng va chạm giận người. Hàn Lập chỉ cảm thấy một cổ cự lực như rời non lật biển vào tới, trong lòng vừa mới động, cũng không định đối cứng mà dựa thế bay ngược về sau. Lão già tóc bạc thấy Hàn Lập bị mình đánh bay dễ như trở bàn tay thì dù thần trí đã mất nhưng vẫn có chút ngẩn ra. Tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, lão quay người lại, mãnh liệt phung cánh tay có cốt đao, lao thẳng tới chỗ lân thập thất vẫn đang nắm chặt dây thừng. Hầu như chỉ thoáng một cái, lão liền trực tiếp xuất hiện trước người gã ta. Một đao đâm tới, trực tiếp phá vỡ mấy tầng bảo hộ bên ngoài thân rồi tiếp tục đâm xuyên qua ngực thấu tim máu tươi từ bên trong lồng ngực lân thập thất tuôn ra như suối thân thể lân thập thất như con tép con người bắn về phía sau máu tươi dưới lớp mặt nạ phun ra rồi một vòng bạch quang từ bên hông gã tỏa ra bao bọc toàn bộ cơ thể đang rơi ầm ầm xuống mặt đất bạch quang thu lại hiện ra thân hình lân thập thất không nhúc nhích sống chết không rõ lão già tóc bạc phát ra chàng cười khanh khách không thèm nhìn lân thập thất quay đầu ánh mắt lành lạnh nhìn về hàn lập đã sớm thối lui ra bên ngoài mấy trăm trượng hàn lập nhìn thấy cảnh này mặt trầm như nước lão giả hẳn là một gã có lực lượng thân thể không kém huyền tiên lại nuốt nhiên anh huyết đan nên thực lực đã mạnh giờ đạt đến mức kinh khủng này mặc dù là hắn nếu vừa rồi lựa chọn liều mạc sợ rằng cũng bị thương không nhẹ lúc này hai mắt lão giả đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng óng căn bản nhìn không thấy nửa điểm nhân tính vừa mất đi lý trí thực lực lại tiếp cận kim tiên cảnh huyền tiên khó trách lân thập thất căn bản không thể chống đỡ nổi. Trong lúc đó, thân ảnh lão giả bất chợt mờ đi, biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng nữa. Hàn lập không dám trần chờ, thân hình bắn ngược ra sau, đồng thời hai tay nổi lên kim lân, vung một quyền, đánh thẳng vào hư không phía trước. Chỉ nghe ầm một tiếng nặng nề, quả đấm của hắn và nắm đấm lão giả tóc bạc đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp đập vào nhau. Một cỗ sóng khí vô hình từ đầu quyền hai người bạo phát ra, như sóng to gió lớn quét ra xung quanh, làm hư không bốn phía chấn động mãnh liệt, cát đá bay đầy trời. Hàn Lập cảm thấy một luồng man lực khổng lồ cuồn cuộn kéo tới, cơ thể bị đánh bay ra sau mấy trăm trượng, đụng vỡ nát vách đá màu đen sau lưng, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Bên kia lão già tóc bạc cũng bị bay ngược về sau, nhưng chỉ khoảng hai ba trăm trượng, liền ổn định thân hình. Đạo hữu giao thập ngũ, không ngờ ngươi cũng là một gã huyền tiên nhưng đừng chính diện cường công với lão ta. Hãy chờ ta bố trí khốn trận, người dẫn lão ta tiến vào, hôm nay thần trí lão ta như vậy, chỉ chờ cho đến khi tinh huyết nguyên anh trong cơ thể bị thiêu đốt hết, chúng ta không cần động thủ thì lão ta chắc chắn phải chết. Lân cửu lơ lửng ở trên không, nói với với Hàn Lập. Ta không chắc có thể giữ chân lão ta quá lâu, đạo hữu mau chóng bày trận đi. Hàn Lập đè ép khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, nói với Lân cửu. Dứt lời, hắn điểm mũi chân một cái, bay lên bầu trời, ném trường kiếm đi. Trường kiếm màu bạc lướt vào không trung, phát ra ánh sáng bạc mãnh liệt, từ đó tỏa ra một vòng kiếm ảnh dày đặc, như là bông hoa sen nghìn cánh nở rộ trên không. Tiếng hàn lập ngâm tụng chú ngữ vang lên, một ngón tay chỉ xuống dưới một cái. Giữa không chung, tiếng xé gió liền phát tác, kiếm ảnh màu bạc dày đặc vô cùng lập tức như mưa rơi xối xả liên tiếp bắn nhanh xuống, bao phủ lão già tóc bạc đang bỏ ra từ vách đá vào bên trong. Dầm dầm rầm tiếng nổ không ngừng vang lên trong sơn cốc, trong cốc, đá văng tung tóe bụi bay mù mịt bốn phía, rất nhanh vùi lấp thân ảnh lão giả vào trong chỉ nghe một tiếng như thú giống vang lên trong bội mù thân ảnh lão già tóc bạc đột nhiên nhảy ra toàn thân da thịt nứt rách ra những từng đường vân màu đỏ thắm búi tóc vốn buộc cao giờ đã lòa xòa mái tóc dài màu bạc trắng như tuyết tung bay trong gió thoạt nhìn lão ta như tà ma hung ác lão chỉ lấy hai tay bảo vệ khuôn mặt còn để kiếm ảnh màu bạc tự do công kích trên người rồi lao thẳng vào bên trong kiếm liên màu bạc kiếm liên màu bạc tỏa hào quang rực rỡ ầm ầm nổ tung kiếm ảnh bắn lung tung ra bốn phương tám hướng khắp cả bầu trời đầy. Chính giữa thanh trường kiếm màu bạc bỗng rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn. Hàn lập thấy thế, lông mày cao lại, hai tay nổi lên kim lân to lớn hơn trước, dơ song quyền ninh đón. Bên kia sơn cốc, lân cửu nắm một thanh trường côn màu vàng to cỡ cánh tay thanh niên, đi đến bên cạnh một tảng đá, khoát tay mãnh liệt cắm trường côn xuống dưới mặt đất. Toàn thân trường côn chạm khắc dày đặc phù văn, dài ba trượng cắm thẳng xuống, lún xuống hai phần ba, chỉ còn ước chừng một trượng nhô lên trên mặt đất. Lần cử quét mắt một vòng chung quanh, chỉ thấy trường côn màu vàng cơ bản đã tạo thành trận pháp hình tròn, chỉ còn để lại chỗ trống ở hai đầu. Đạo hữu giao thập ngũ, mau dẫn lão ta tới đây. Ánh mắt gã nhìn về phía Hàn Lập bên kia, kêu lớn. Hàn Lập nghe tiếng, thân hình lắc một cái, lóe lên độn quang, bắn nhanh về phía này. Lão giả tóc bạc sớm đã mất lý trí, sau khi vồ hụt Hàn Lập, hai chân đạp mạnh một cái, tăng tốc đuổi theo, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn một chút so với Hàn Lập. Hàn Lập khó khăn lắm mới bay đến sát biên giới trận pháp thì lão già tóc bạc cũng đã đuổi theo tới nơi. Cánh tay nhô ra cốt đao của lão đâm thẳng vào hậu tâm của hắn. Đúng lúc này, một tiếng hú bén nhọn vang lên, một thanh phi kiếm màu vàng dưới thân Hàn Lập bắn thẳng lên, đánh thẳng vào cốt đao trên thân lão giả, mang theo một đốm lửa màu vàng. Thân hình lão giả lảo đảo một cái, dừng ở trên không của trận pháp. Đạo hữu tiếp côn, cùng lúc đó, lân cửu hét to một tiếng, cổ tay nhấc lên, ném một thanh trường côn màu vàng sát mặt đất cho Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập nhanh chóng hạ xuống, không người tiếp lấy trường côn màu vàng, xoay người cắm mạnh vào chỗ trống trên trận pháp bên dưới. Bên kia, lân cửu hầu như cùng một lúc cầm một thanh trường côn khác cắm xuống mặt đất. Một tiếng ông vang lên, một gợn sóng vô hình bỗng nhiên từ trận pháp dâng lên, phù văn bên trên mỗi một cây trường côn màu vàng sáng rực hào quang màu vàng chói mắt từ trong đó từng sợi xiềng xích ánh vàng rực rỡ chui ra bắn lên rào rào trói chặt lão già tóc bạc lại thân hình lão già tóc bạc bị trói buộc, tóc bạc tung bay, khí trắng bốc lên khắp người, toàn bộ cơ thể giữa không trung kịch liệt dẫy ruộng. Hơn 10 cây côn màu vàng này có tên là tỏa long côn bị lão giả điên cuồng rằng kéo rất mãnh liệt khiến cho không ngừng đung đưa trên mặt đất. Chúng giống như những cây nhỏ trong bão tố, nhìn thì tràn đầy nguy cơ, nhưng lại như con lật đật, liên tục dao động mà không thể bị đổ. chương 248, Lâm Tử nhất kích, đạo hữu lân cửu, theo ý của đạo hữu thì tên này còn có thể duy trì được bao lâu. Hàn Lập thấy vậy, thoáng thở nhẹ ra, chợt hỏi Lân Cửu đứng cách đó không xa. "Hiện tại, tia tinh huyết thiêu đốt kia đã vào ra tới xương, qua phủ tới tạng, có lẽ không bao lâu nữa dầu hết đèn tắt thôi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm chừng một nén nhang nữa là được." Lân Cửu thở một hơi dài, nói ra. Lúc này, Lân Thập Thất vẫn nằm sấp tại chỗ không nhúc nhích, bỗng nhiên ngón tay co quắp vài cái, cố gắng ngồi dậy. Ngay vị trí lỗ máu đỏ tươi trên ngực, máu thịt ngọ nguậy, từ từ liền lại. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa sắp mặt ở chỗ này rồi. Chờ máu thịt đã hoàn toàn liền lại, gã ta mới thở dài một hơi, vỗ vỗ vào ngực đã được chữa lành như lúc ban đầu, chưa tỉnh hồn nói. Hàn Lập và Lân Cửu liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện lên vẻ xem thường nhưng cũng không nói gì, dù sao nhiệm vụ này đã sắp hoàn thành, không cần so đo với gã. Lân thập thất quan sát hết tình hình xung quanh, đôi mắt bé xoay tròn, cũng không có ý đến ngay cạnh hai người, mà thân hình nhoáng một cái đi đến đống đổ nát trong điện đá lúc trước, lục lọi tìm kiếm bên trong loạn thạch. Bàn tay gã ta vung lên hất một đống đá lộn xộn ra ngoài, thấy lò đan nằm phía dưới, khẽ cúi lưng định thò tay nhặt lên. Ngươi dám, đúng vào lúc này, lão già tóc bạc vốn đang bị khốn trong trận pháp tỏa long côn nhìn thấy cảnh này, đột nhiên ngửa mặt lên trời, gào thét sung trời. Lò đan này vốn đã tắt thì đột nhiên trận đồ xung quanh thân lò có khả năng triệu hoán 8 con hỏa long sáng lên phù văn, ngọn lửa lại bốc lên rừng rực thiêu đốt. Tám con hỏa long từ bên trong bỗng nhiên lao ra, bay thẳng đến lão giả tóc bạc ba người hàn lập kinh hãi vội ra tay ngăn cản nhưng chậm một bước chỉ thấy tám con hỏa long kia bay thẳng đến bụng lão giả lóe lên ánh lửa rồi chui vào bên trong toàn thân lão giả càng đỏ thấm hơn bên trong da bị nứt ra đường vân phảng phất như có dòng rung nham chảy thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ khí tức trên thân lão giả lại tăng vọt lên lần nữa trực tiếp cưỡng ép phá tan gông cùng xiềng xích đạt đến cấp độ kim tiên chỉ thấy hai tay lão thò ra Mãnh liệt giật đứt xiềng xích màu vàng quấn quanh thân. Hơn người cây côn tỏa long lập tức phụt 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 liên tiếp bị rút ra khỏi mặt đất, bị lão giả vung mạnh, ném về phía hai người Hàn Lập. Hai người nhìn nhau, không dám đối chiến, vội vàng bay vụt qua hai bên né tránh. Lão giả tóc bạc liền sải bước, phóng thẳng tới trước người Lân Thập Thất, vung một quyền nện xuống đầu gã ta. Một bước này nhanh không thể tả, dường như làm không gian giữa lão ta và Lân Thập Thất gặp chồng lên nhau, khiến gã ta căn bản không có cách nào tránh né gã ta đành phải dơ cao hai tay, xuất ra một đại kỳ màu vàng đất ngăn cản, đồng thời bên ngoài thân thoáng xuất hiện một tầng hào quang sương mù. Đại kỳ màu vàng đất hiển nhiên không phải phàm vật, ở trên vẽ tấm bia đá có hình một con dị thú bá hạ, hào quang quanh thân mãnh liệt, phảng phất như muốn chui ra khỏi mặt cờ, từ trong tản mát ra một cỗ khí tức thổ thuộc tính hùng hậu đến cực điểm. Đại kỳ vừa mới trải ra, nắm đấm lão già tóc bạc liền trùng trùng điệp điệp đánh tới mặt cờ khiến hư không trong phạm vi hơn 10 trượng lân cận đột nhiên sụp đổ, bộc phát ra một vòng kim quang nhàn nhạt rung động dữ dội nhưng khi nắm đấm chạm vào mặt cờ lại không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra mặt cờ nhìn như mềm mại vô lực bị man lực nện xuống thì không ngừng lay động giống như một dãy núi uốn lượn nhấp nhô nhưng cũng không rách luôn tuy nhiên chỉ sau một lát trên thân dị thú bá hạ được vẽ trên mặt cờ xuất hiện vết dạn trải rộng rồi rách ra ngay sau đó cả lá cờ cũng rách tan tành lần thập thất ở phía dưới thừa cơ hội này tránh thoát nhưng vẫn bị uy lực quyền kình còn lại ảnh hưởng, bạch quang bảo hộ bên ngoài thân ầm ầm vỡ vụn, trong miệng máu tươi chảy như suối, rơi xuống một bên. Lão già tóc bạc bước liên tục, thân hình như thuấn di đuổi theo, lại một quyền đập xuống đầu của gã ta. Hết thảy sự tình diễn ra quá nhanh, hai người Hàn Lập muốn cứu căn bản cũng không kịp. Lân thập thất không ngừng kêu khổ, sớm biết vậy gã ta sẽ tiếp tục giả vờ chết thêm một lát nữa, chứ không vội vã tới lấy cái lò luyện đan kia. Gã ta bối rối, vội nghiêng nhanh người hai tay nắm lấy hai tay lò đan màu vàng, dơ lên cao chắn trước người. Trọng quyền lão già tóc bạc nện xuống nhưng ngay lúc chuẩn bị đập trúng lò đan kia thì trong mắt lão chợt lóe lên kim quang, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ không nỡ, gắng gượng dừng lại. Lân thập thất nhắm nghiền hai mắt, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, vốn cho là mình sẽ chết rồi, lại không thấy một quyền kia giáng xuống. Gã ta cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, chỉ thấy toàn thân lão già tóc bạc giờ phút này vẫn giữ tư thế nện quyền xuống nhưng không nhúc nhích. Bên trong các kẽ nứt trên thân lão ta còn lóe lên lốm đốm hào quang đỏ thẫm, thoạt nhìn tựa như tàn cho còn sót lại sau khi thiêu đốt trong đống lửa nhưng ai cũng có thể nhìn ra, thân thể này đã không còn chút sự sống nào rồi. Hàn Lập đi lên trước, nhìn Di hài lão giả nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác mông lung. Không biết, một kích cuối cùng của lão giả đến tột cùng là vì tinh huyết nguyên anh cháy hết nên không còn lực nện xuống, hay là vì chấp niệm trong lòng không muốn hủy lò luyện đan kia. Nhưng đúng thời điểm trong lòng ba người Hàn Lập vừa nới lỏng tại chỗ sâu trong đôi mắt lão già tóc bạc tưởng như đã không sống lại đột nhiên sáng lên một chút kim quang không thể thấy, giống như hồi quang phản chiếu, lại xuất hiện một tia sinh mệnh lực. Không tốt, Hàn Lập tựa hồ đã nhận ra một tia không ổn, miệng kinh hô. Nhưng lời còn chưa dứt, dị biến xảy ra, chỉ thấy bờ môi lão giả hầu như đã cháy đen thành than mấp máy mấy lần, cuối cùng khó khăn lắm mới phun ra được một chữ. Đi, vừa nói xong tia kim quang cuối cùng trong mắt lão giả cũng tắt lịm. Cùng lúc đó, một lá phù lục màu xanh từ trong tay áo bay nhanh ra, giống như một vệt cầu vồng trong chốc lát xuất hiện trong hư không ngoài mấy trăm trượng. Mặt ngoài lá phù lưu chuyển kim quang, sau đó vô số phù văn màu vàng rất nhỏ từ trong đó tuôn ra. Rõ ràng là một phù lục được viết bằng kim truyện văn. Sau một khắc, vạn tia sáng màu xanh chói mắt từ trong phù văn tỏa ra, hội tụ giữa không trung, hóa thành một biển ánh sáng màu xanh mà người ta không thể nhìn thẳng. Toàn bộ hư không phát ra một hồi nổ vang như sấm rền tiếp đó phía trên sơn cốc thì mây đen răng đầy, còn phía dưới là một mảnh đen nhánh. thiên địa trong chớp mắt chỉ còn lại một biển ánh sáng này. nguyên khí trong vòng ngàn dặm từ bốn phương tám hướng giống như thủy chiều cuồn cuộn lao vọt vào trong sơn cốc, hòa nhập vào bên trong biển ánh sáng xanh này, khiến cho mặt ngoài của nó chấn động cuồn cuộn lên như sóng biển. ở trung tâm biển ánh sáng, từng tia hào quang màu xanh nhạt phóng ra, đan quấn vào nhau, sau đó ngưng tụ thành một bóng người mặc khôi giáp màu xanh, khuôn mặt nghiêm túc. Hết thảy nói thì rất dài dòng, nhưng từ lúc lá phù lục kia bay ra đến lúc này, còn chưa đến một hơi thở. Bóng người màu xanh vừa xuất hiện, liền nhìn thoáng qua thi thể lão giả tóc bạc nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra thần sắc giận dữ, một tay chém ra. Ầm, um, một luồng ánh sáng xanh theo bàn tay hiện ra, rồi chia ba hóa thành ba sợi tơ mảnh màu xanh, với tốc độ khó tin, bay về phía ba người Hàn Lập. Những nơi sợi tơ xanh đi qua, hư không trở nên mông lung mơ hồ, thậm chí còn vặn vẹo một màn quỷ dị xuất hiện, từng điểm ánh sáng màu xanh chẳng chỉ từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, thình lình lại đến từ chính hoa cỏ cây cối khắp nơi trong cốc, cũng như trên sườn núi. Chúng theo ánh sáng màu xanh từ trong bay ra, còn bản thể những thực vật kia như mất đi sự sống, khô héo mà rũ xuống. Ánh sáng màu xanh này như trâu đất xuống biển bay đến quấn quanh ba sợi tơ xanh, trong khoảnh khắc biến thành ba cái quang cầu màu xanh to cỡ một xích. Trên bề mặt chúng có vô số phù văn màu xanh nhảy nhót, tản mát ra một cỗ pháp tác chấn động mãnh liệt hủy thiên diệt địa. Những nơi quang cầu đi qua, hư không biên cuồng vặn vẹo run rẩy, chấn động khác thường nổi lên, hiện ra liên tiếp từng khe hở mịt mờ hơi nước màu trắng, rồi lại nhập lại, từ trong truyền ra trận trận hấp lực kinh người, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hàn Lập dùng mình, phi kiếm màu bạc trong tay lập tức bắn ra như nhanh điện, mặt ngoài sáng rực kiếm quang, rồi hóa thành một luồng kiếm quang màu bạc cực lớn, ngăn cản quang cầu màu xanh. Vừa mới va chạm, một tiếng giòn vang lên, kiếm quang màu bạc vậy mà không chịu nổi một kích, dễ dàng bị chém thành hai đoạn, hiện ra bản thể hai đoạn phi kiếm gãy màu bạc, bay về hai phía, linh khí hoàn toàn biến mất. Tốc độ quang cầu màu xanh không giảm trái lại còn tăng, trong nháy mắt đuổi theo Hàn Lập, hung hăng nện xuống. Hàn Lập mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bên ngoài thân hiện ra một màng mỏng hơi mờ, hai tay vung lên, thủy quang màu đen trói mắt hiện ra. Trọng thủy chân luân xuất hiện, bỗng nhiên phóng to ra mấy chục lần, như một tấm thuẫn cực lớn che trước người hắn, mặt ngoài hắc khí lượn lờ, đồng dạng bay ra phù văn chẳng chịt, dày đặc. Quang cầu màu xanh ầm ầm phóng tới, đập lên trên trọng thủy chân luân. Một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa truyền đến, Hàn Lập cảm thấy một cỗ man lực mãnh liệt không cách nào ngăn cản được truyền đến, thân thể đại chấn. Toàn bộ cơ thể gồm cả trọng thủy chân luân bị đụng vào, bắn ra ngoài, bay ra hơn nghìn trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Trọng thủy chân luân những năm này Hàn Lập không ngừng quán chú trọng thủy ẩn chứa thủy pháp tắc, không chỉ có sức nặng không thua vài tòa núi cao lớn mà thủy pháp tắc cũng đã được hình thành ẩn chứa trong đó. Nó sớm đã không thua một kiện hậu thiên tiên khí có phẩm cấp không thấp. Quang cầu màu xanh tuy rằng đánh bay Hàn Lập, nhưng bản thân cũng sụp đổ vỡ ra, hóa thành vô số tia sáng màu xanh tán loạn. Nhưng trong lòng Hàn Lập hiện lên vẻ hoảng sợ, quang cầu màu xanh này uy lực thực sự quá lợi hại, vượt xa cao thủ chân tiên hậu kỳ mà hắn đã từng gặp được. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, lại nhìn trọng thủy chân luân trước người mặt ngoài chân luân hiện ra một vết mờ mờ, linh tính bị tổn thương. Hàn lập không nỡ, vội vàng rót tiên linh lực vào trong đó. Thủy đạo văn trên chân luân lập tức lập lòe, từng dòng thủy quang màu đen trong chân luân lưu truyền, dấu vết hư tổn rất nhanh liền biến mất. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, bên kia, lân cửu và lân thập thất tuy rằng cũng bị đánh chúng bay ngược ra ngoài, nhưng dù sao hai người cũng có tu vi cao hơn hàn lập, mỗi người đều thi pháp thúc dục pháp bảo cũng miễn cưỡng ngăn được một kích của quang cầu màu xanh nên cũng không bị tổn thương quá lớn. Lân thập thất lại tế ra một tấm thuẫn hình mai rùa trước người, mặt ngoài khác một con yêu thú bá hạ trông rất sống động, lập lè linh quang, thoạt nhìn cũng là bảo vật cực kỳ bất phàm. Chỉ là lúc này trên tấm thuẫn cũng bị đánh thành một vết rất sâu, khiến cho khóe mắt lân thập thất run rẩy, tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thanh phi kiếm màu vàng trong tay lân cửu đã không thấy, không biết có phải giống phi kiếm màu bạc của Hàn Lập đã bị thương nên được thu hồi lại hay không. Hiện tại trước mặt gã lơ lửng một cái ma mà bàn màu vàng, không biết là pháp bảo gì, mặt ngoài còn ẩn hiện vô số kim văn ly ti, làm cho người ta có loại cảm giác trầm trọng như núi. Ánh mắt của gã nhìn tới trọng thủy chân luân trước người Hàn Lập, trên lộ ra một tia kinh dị. Tiếp theo thần tình khôi phục như thường, điểm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt lại. Tuy rằng thần tình lân cửu biến hóa chỉ trong chớp mắt nhưng Hàn Lập vẫn nhạy cảm bắt được trong lòng không khỏi khẽ động. Nhìn phản ứng này của Lân Cửu, chẳng lẽ trước kia gã ta đã từng thấy qua Trọng Thủy chân luân? Ý niệm trong lòng Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, sự phòng bị với Lân Cửu bất giác lại sâu hơn một tầng. Chương 249, chọc phải tiên cung, bóng người màu xanh chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đẩy lùi ba người Hàn Lập về phía sau, nhưng cũng không thừa cơ truy kích mà phi thân hạ xuống bên cạnh thi thể lão giả tóc trắng. Y phất tay thả ra một màn hào quang màu xanh bao phủ thi thể của lão giả. Dường như định cứu chữa cho lão ta. Thế nhưng thần hồn lão già tóc trắng đã mất đi hoàn toàn, không còn lại một chút nào, giờ dầu hết đèn tắt, chỉ là một cái xác không thể sống lại. Bóng người màu xanh đã biết rõ, liền ngẩng đầu nhìn về phía ba người Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Bọn tặc tử vô thường minh các ngươi thực sự là to gan lớn mật, dám mưu tính ngồi trên đầu Tiên cung. Muốn chết, Tiên cung, Hàn Lập nghe nói thế, trong lòng cả kinh, đạo hữu Lân Cửu, đây là chuyện gì? Hắn nhìn Lân Cửu thấp giọng hỏi, sắc mặt Lân Thập Thất cũng có chút khó coi, nhìn về phía Lân Cửu, trong mắt tràn đầy vẻ chất vấn. Hai vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, việc này tại hạ cũng không biết, cũng không có ý định lừa gạt. Nhiệm vụ ta tiếp nhận chỉ là tiêu diệt lão giả tóc trắng kia. Kẻ tuyên bố nhiệm vụ cũng không nói rõ ràng thân phận của lão ta. Lân Cửu lộ vẻ sầu khổ, nói, Hàn Lập quan sát kỹ biểu hiện của Lân Cửu, thấy cũng không giống là giả dối, nên thu hồi ánh mắt, ý niệm trong lòng chuyển động bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh cũng không thể tự loạn trận cước. Lúc này, hai tay bóng người màu xanh bấm niệm thần chú, thanh quang bên ngoài thân sáng rực, hiện ra từng đường vân màu xanh. Chỉ thấy ba quả cầu ánh sáng màu xanh lúc trước đã vỡ nát bỗng biến thành từng điểm thanh quang, hoa cỏ cây cối trong sơn cốc cũng lại hiện lên thanh quang, rồi tất cả ảo ảo tuôn tới, chui vào trong đường vân màu xanh. Quá trình đó khiến cho bóng người đột nhiên phồng to lên, trong chớp mắt hóa thành một thanh giáp nhân khổng lồ cao hơn trăm trượng ba người hàn lập không hẹn mà cùng thả ra thần thức một lần nữa quét về phía thanh giáp cự nhân này xong vội vàng hít vào một hơi lúc này trên thân thể tên khổng lồ này tỏa ra khí tức kinh người không kém hơn so với lão giả sau khi dùng nhiên anh huyết đan lúc trước mơ hồ còn cao hơn mấy phần làm cho đáy lòng ba người phát lạnh nhiếp linh phản nguyên không tốt người này là hóa thân kim tiên chư vì cẩn thận lân cửu bỗng nhiên hét lớn trong lòng hàn lập mặc dù đã có vài phần suy đoán nhưng nghe nói thế cũng không khỏi dùng mình Hắn tiến nhập trúc lòng đạo đã nhiều năm, kiến thức sớm đã hơn hẳn trước đây, không phải hoàn toàn không biết gì về cảnh giới Kim Tiên. Nhiếp Linh phản nguyên chính là một đặc thù rõ rệt nhất. Kim Tiên thao túng tiên linh lực hơn xa chân tiên, trong chiến đấu họ có thể cách không triệu hồi linh lực xung quanh, làm giảm mạnh lượng tiên linh lực bị tiêu hao. Đây cũng chính là chỗ khủng bố của Kim Tiên, xem thủ đoạn mà kẻ trước mắt mới vừa rồi thi triển thì hiển nhiên y là một gã Kim Tiên nắm giữ pháp tắc một thuộc tính nào đó có thể mượn linh khí một thuộc tính quanh mình phát động công kích. Nếu để cho y điều động tiên linh lực tiêu hao tuần hoàn như vậy thì sẽ có phiền toái lớn. Lúc ý niệm trong đầu ba người chuyển động, thân hình thanh giáp cự nhân đã bay ra. Thân hình khổng lồ có tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, lóe lên thanh quang, rồi như kiểu thuấn di, xuất hiện ở trước người ba người hàn lập. Nắm đấm to bằng gian phòng sáng rực thanh quang, một quyền đập xuống lân cửu. Trên không trung nghe như có tiếng sét đánh, một cỗ chấn động vô hình bùng lên, như một cơn lốc, là một cỗ chấn động pháp tác cực kỳ mãnh liệt tràn ra. Lân Cửu cũng không phi thân tránh né, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ma bàn màu vàng trước người gã tỏa sáng hào quang, trong nháy mắt lớn như quả núi nhỏ, đồng thời xoay tròn rất nhanh, nghênh đón nắm đấm của tên khổng lồ. Hào quang hai màu xanh vàng va vào nhau, lập tức nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, ma bàn màu vàng bị một quyền đánh bay, thân thể Lân Cửu đại chấn, cả người như bao tải rách bay ra ngoài nhưng ma mà bàn màu vàng này cũng không phải bảo vật tầm thường lực phản chấn cũng làm thân thể thanh giáp cự nhân rung lên bị đẩy lùi lại hai bước thanh quang mặt ngoài nắm đấm bị đánh tan đi một chút nhưng theo đường vân màu xanh sáng ngời trên cánh tay của y thanh quang vừa tản ra lại hội tụ quay về không chờ tên kia hoàn toàn khôi phục hai bên trái phải tên khổng lồ hoa lên bóng người thân ảnh hàn lập và lân thập thất hiện ra hàn lập khẽ quát một tiếng trọng thủy chân luân màu đen trong tay sáng rực thủy quang lại phóng lớn lên to như gian phòng xoay tròn cực nhanh tỏa ra chấn động trọng lực vô cùng cường đại hắn bấm niệm pháp quyết trọng thủy chân luân hóa thành một vệt cầu vồng màu đen đánh xuống thanh giáp cự nhân bên kia lân thập thất cũng lặng lẽ bấm niệm pháp quyết xuất ra một cái đại ấn toàn thân nó đều có màu vàng đất trên đỉnh ấn là hình một con rồng vàng giống như ngọc tỷ của hoàng đế dưới trần gian còn có hào quang màu vàng vô cùng trói mắt bao quanh miệng lân thập thất nói lẩm bẩm cực nhanh bàn tay vỗ một cái trên không đại ấn màu vàng tỏa sáng hào quang lóe lên rồi phóng to hơn gấp trăm lần trong hào quang sáng trói xung quanh ẩn hiện hư ảnh một con rồng lớn màu vàng đại ấn bay lên đập xuống thanh giáp cự nhân ba người trải qua chiến đấu lúc trước phối hợp đã ăn ý hơn thân hình thanh giáp cự nhân chưa ổn định nhưng không hề hoảng hốt hai cánh tay y khẽ đảo song trường chộp tới trọng thủy chân luân và đại ấn màu vàng thanh quang trên hai bàn tay tỏa sáng vô số phù văn màu xanh tuôn ra biến thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu xanh khi đạt tới hơn 10 tầng thì va vào đại ấn màu vàng và trọng thủy chân luân. Liên tiếp mấy tiếng két 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 giòn vang, đại ấn màu vàng liên tục phá tan mấy tầng gợn sóng màu xanh. Chỉ là không biết gợn sóng màu xanh này là loại thần thông gì, cực kỳ kiên cố, mỗi lần phá xong một tầng, tốc độ rơi của đại ấn lại chậm vài phần. Rốt cục phá tới tầng gợn sóng thứ 8, đại ấn màu vàng đã tiêu hao hết uy năng, dừng lại thì lập tức bị một bàn tay khổng lồ màu xanh gào theo chộp tới một cái, nằm gọn trong lòng bàn tay. Lân thập thất biến sắc, Cùng lúc đó, ở bên kia Hàn Lập thao túng trọng thủy chân luân cũng va chạm với gợn sóng màu xanh. Liên tiếp vang lên âm thanh như tiếng xé vải, hơn 10 tầng gợn sóng màu xanh vô cùng kiên cố đối diện với trọng thủy chân luân lại giống như tờ giấy, dễ dàng bị xé rách. Tốc độ chân luân không giảm chút nào, gào thét chém xuống. Thanh giáp cự nhân vô cùng kinh ngạc, cự trưởng vừa chuyển liền biến thành quyền, bề mặt lóe lên đường vân màu xanh. Gợn sóng màu xanh tan vỡ lại bay vụt về như cá voi hút nước, khiến cho nắm đấm màu xanh trong nháy mắt trở nên ngưng thực thêm vài phần tiếp theo đánh mạnh ra một quyền hàn lập hét lớn một tiếng sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ như máu tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thủy đạo văn trên trọng thủy chân luân bỗng nhiên sáng ngời vận chuyển tới cực hạn lóe lên thủy quang một hàng thủy nhận sáng như tuyết nhô ra ở khắp rìa chân luân xoay tròn rất nhanh phát ra âm thanh sắc nhọn đáng sợ chém vào nắm đấm khổng lồ màu xanh một tiếng vang rất lớn Nắm đấm có ánh sáng xanh này vì chưa hoàn toàn khôi phục nên lúc này bị chém thành hai nửa. Trọng thủy chân luân xoay tròn nhanh chóng, cắt dọc theo cánh tay thành một vệt lớn, theo thế này tựa như sẽ chém thanh giáp cự nhân thành hai khúc. Thanh giáp cự nhân biến sắc, dường như không dự liệu được uy lực trọng thủy chân luân có thể đạt được mức độ này, há to miệng. Một sợi tơ mảnh màu xanh chói mắt bắn ra, sán lạn không thể nhìn thẳng, tản ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, nhanh chóng vô thanh vô tức quấn quanh trọng thủy chân luân. Trọng thủy chân luân nhất thời dừng lại, thủy nhận sắc bén khi bị sợi tơ xanh chạm vào thì vỡ vụn. Thanh giáp cự nhân nhân cơ hội này, chân khẽ động, thân hình vĩ đại bay ngược ra sau. Nhưng ngay lúc này, pháp quyết trong tay Hàn Lập chợt biến đổi, mặt ngoài trọng thủy chân luân hiện lên từng vòng phù văn màu đen đan vào sợi tơ xanh đang quấn quanh kia, rồi cùng tán loạn biến mất. Tiếp đó, chân luân nhanh như chớp bám sát tên kia. Một hồi tiếng kim loại va chạm vang lên, chân luân tại chỗ người khổng lồ vừa thoát đi, vừa gắng gượng kịp chém nứt một cánh tay từ bả vai y, rồi rất nhanh tiếp tục biên cuồng luyện vòng cắt vụn thành từng mảnh hóa thành một vòng hào quang màu xanh bao quanh thanh giáp cự nhân đứng ở phía xa liếc mắt nhìn chỗ cụt tay nhíu mày kể ra cũng có chút thực lực lúc trước lại xem nhẹ các ngươi người khổng lồ nhìn thật sâu hàn lập một cái trong mắt dù vẫn còn cuồn cuộn lửa giận nhưng lại tỉnh táo hơn rất nhiều chỗ cụt tay của y hiện ra một tầng hào quang màu xanh cánh tay bị hàn lập chém nát thành thanh quang lập tức hóa thành một dòng nước màu xanh bay đi rồi ào ào chui vào chỗ cụt tay sau khi hào quang màu xanh quấn quanh chợp động một hồi cánh tay cụt kia lại dài ra chỉ là đường vân màu xanh trên đó ảm đạm hơn vài phần so với trước kia hàn lập thấy cảnh này phất tay triệu hồi trọng thủy chân luân sắc mặt trắng bệch tỏ vẻ tổn hao nguyên khí rất lớn hắn lật tay lấy ra một khối tiên nguyên thạch bổ sung tiên linh lực thôi động trọng thủy chân luân mặc dù hao tổn rất nhiều tiên linh lực nhưng cũng không đến mức như thế chẳng qua trước mặt hai người lân cửu hắn cũng không muốn biểu hiện vẻ nhẹ nhàng. Lân cửu thấy biểu hiện lúc này của Hàn Lập thì trong lòng buông lỏng. Cái viên luân màu đen kia uy lực cực mạnh, thực sự làm cho gã có chút kinh hãi nhưng thấy bộ dạng Hàn Lập như vậy thì hiển nhiên thúc giục nó hao tổn rất lớn nguyên khí. Điều đó ngược lại khiến cho gã yên tâm vài phần, Lân thập thất không có chú ý tình hình của Hàn Lập, tay liên tục bấm tay niệm thần chú, muốn triệu hồi đại ấn màu vàng đang bị thủ trưởng của thanh giáp cự nhân nắm chặt thế nhưng mặc cho đại ấn màu vàng sáng rực hào quang dẫy ruộng như thế nào thì Thủy Trung cũng không cách nào thoát khỏi. Không biết các hạ là vì tiền bối kim tiên nào của Bắc Hàn tiên cung. Bọn ta hôm nay tới đây chỉ vì chấp hành nhiệm vụ, cũng không có ý đối nghịch với Bắc Hàn tiên cung. Trong này chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó. Lần cửu nhìn về phía thanh giáp cự nhân, lấy lại bình tĩnh, rồi nói. Mới vừa rồi liên tiếp giao thủ, gã đã, đã nhìn ra đối phương mặc dù là hóa thân kim tiên nhưng cũng không có thực lực kim tiên chân chính, Cùng lắm là chân tiên đỉnh phong, bằng không ba người bọn họ nào có con đường sống. Thanh giáp cự nhân không có chút ý tứ nào trả lời, há miệng phun ra một vòng thanh quang, trong đó có vô số phù văn màu xanh nhảy nhót, nhập vào bên trong đại ấn màu vàng. Đại ấn màu vàng sáng rực hào quang trong nháy mắt bị một tầng thanh quang nhàn nhạt, nhạt bao trùm. Từng vòng hào quang màu xanh tỏa ra, sáng hơn trước kia mấy lần. Lần thập thất biến sắc, ấn ký bên trong đại ấn thoáng chút đã bị xóa đi, liên hệ với tâm thần của gã trong nháy mắt biến mất món bảo vật này không ngờ hoàn toàn đã không còn là của gã nữa. Ngươi, lân thập thất giận dữ, thân hình phi đến. Pháp bảo đại ấn là một kiện trọng bảo sát bên người gã, gần như là pháp bảo bản mệnh, lúc này bỗng chốc bị cưỡng đoạt mất thì giống như là chém đứt một cánh tay của gã. Lân cửu muốn quát bảo ngưng lại nhưng đã không kịp, lân thập thất phất một tay lên, bắn ra năm viên châu màu vàng, tỏa sáng hào quang. Chúng hóa thành năm ngọn núi màu vàng đất lớn chừng trăm trượng. Năm ngọn núi quay tít một vòng, hòa làm một thể, hóa thành một ngọn núi lớn nghìn trượng, toát ra vạn tia hào quang màu vàng, trên sườn núi hiện lên chẳng chịt phù văn màu vàng. Ầm ầm, một cỗ chấn động pháp tác vô cùng trầm trọng từ ngọn núi lan ra, tất cả mọi vật trong vòng ngàn dặm bên trong đột nhiên nặng nề gấp trăm lần. Pháp tác trọng lực, thân thể Hàn Lập cũng trầm xuống nhưng điểm ấy trọng lực tất nhiên là không đáng kể, thanh quang trên người hắn lưu chuyển một hồi, lập tức khôi phục lại. Ngọn núi cao nghìn trượng tỏa ra hào quang càng rực rỡ, mạnh mẽ đập xuống thanh giáp cự nhân. Một cỗ khí tức kinh khủng hủy diệt cuồn cuộn tuôn ra. Hàn Lập và Lân Cửu nhìn nhau một cái, cũng đồng thời phóng đến. Hai người vừa rồi phân ra trái phải kẹp thanh giáp cự nhân vào giữa. Trọng thủy chân luân và ma bàn màu vàng tỏa sáng hào quang, từ hai bên trái phải đánh về phía thanh giáp cự nhân. Nếu đối phương đã không khoan nhượng, phe mình cũng chỉ có thể liều mạng. Chương 250, thân hãm tuyệt cảnh. Đối mặt với công kích của ba người Hàn Lập, sắc mặt thanh giáp nhân không hề thay đổi. Y tụng đọc chú ngữ cánh tay mãnh liệt phung lên đại ấn màu xanh rời khỏi tay lóe lên lớn hơn gấp bội nghênh đón ngọn núi ngàn trượng đang ẩm ẩm rơi xuống một tiếng ẩm vang rất lớn trên bầu trời thanh quang đại ấn mãnh liệt rung động thoáng trầm xuống sau đó liền ngừng lại chống đỡ ngọn núi ngàn trượng đang rơi xuống cùng lúc đó hai bàn tay thanh giáp nhân đan chéo trước ngực kết thành một thủ ấn kỳ dị trên thân thể y bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh mút trời bên trong vô số phủ văn màu xanh đang cuồn cuộn rồi ào một cái, khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt tạo thành một mảnh quang hải màu xanh lớn ngàn trượng, bảo vệ bản thân cực kỳ chặt chẽ trong đó. Hai tiếng vù, vù, trọng thủy chân luân và ma bàn màu vàng một trái một phải ầm ầm lao tới, chém vào quang hải màu xanh. Quang hải màu xanh cuồn cuộn lên mãnh liệt, ánh sáng màu xanh lập loè, lấy thanh giáp nhân làm trung tâm hiển hiện ra từng gợn sóng màu xanh tỏa ra bốn phương tám hướng, rồi rào rào tạo thành tầng tầng lớp lớp, lên tới hơn trăm tầng trọng thủy chân luân quay tít mù, chém lên gợn sóng màu xanh. Tiếng xèo xèo vang lên liên miên, trong chớp mắt đã phá vỡ năm sáu chục tầng, nhưng bất chợt đứng lại, không thể tiến thêm được nữa. Bên kia thế sông tới của ma bàn màu vàng so với trọng thủy chân luân còn mạnh hơn, liên tiếp phá vỡ bảy tám chục tầng gợn sóng màu xanh, nhưng rồi cũng dừng lại, còn cách thanh giáp cự nhân đến hai ba trăm trượng nữa. Nhưng đúng lúc này, gợn sóng màu xanh lấy hai kiện bảo vật chân luân và ma bàn làm trung tâm, từ bốn phía nhau nhau đổ về từng vòng rồi từng vòng tuôn ra, cuộn lại, tạo thành hai vòng xoáy to lớn trong quang hải. Theo tầng tầng lớp lớp những gợn sóng màu xanh quay quanh, chỉ trong nháy mắt hai kiện bảo vật đã bị hai quang cầu màu xanh rất lớn bao bọc, không thể di chuyển. Hết thảy mọi việc phát sinh nhanh như tốc độ ánh sáng, lúc hai người Hàn Lập phát hiện không ổn thì đã không kịp thu hồi, nhưng theo bản năng vẫn mãnh liệt thúc dục pháp quyết. Trọng thủy chân luân và ma bàn màu vàng đều tỏa hào quang sáng rực, từng đạo thủy quang màu đen và kim quang chói mắt oanh kích ra chung quanh muốn dẫy dụa thoát ra. Nhưng quang cầu màu xanh lại vô cùng chắc chắn, mặc dù không có dịch chuyển gì, nhưng theo gợn sóng màu xanh chung quanh tiếp tục vào tới, thì rõ ràng không có chút dấu hiệu nào sẽ bị nghiền nát. Giờ phút này, thanh giáp cự nhân không để ý tới hai người hàn lập nữa, một tay nhấc lên bổ ra một trường vào đỉnh ngọn núi ngàn trường. Năm tia sáng màu xanh từ đầu ngón tay y bắn ra, đan vào nhau, rồi hóa thành một tia thanh quang như kiếm khí vô cùng nhỏ, tỏa ra chấn động pháp tác vô cùng mãnh liệt. Vô số quang điểm màu xanh hiện ra khắp bốn phía hư không, ào ào chui vào bên trong đạo kiếm khí màu xanh kia. Lập tức kiếm khí lóe lên, rồi chém lên đỉnh ngọn núi ngàn trượng. Ngọn núi ngàn trượng như đậu hũ, dễ dàng bị chém làm đôi, lộ ra gương mặt kinh ngạc của lân thập thất ở đằng sau. Tốc độ kiếm khí màu xanh vẫn không đổi, tiếp tục mạnh mẽ chém xuống, sắp chém gã ta thành hai nửa. Lân thập thất trong tình thế cấp bách, chân đạp mạnh vào hư không, toàn bộ thân thể sáng rực hào quang màu vàng, hóa thành một vòng hào quang màu vàng trói mắt nhanh chóng bắn ngược lại. Mấy vòng bảo hộ hiện ra tầng tầng lớp lớp trong vòng hào quang màu vàng, bao phủ quanh thân gã ta. Những màn hào quang hộ thể này vừa mới hình thành, kiếm khí màu xanh cũng đã lao tới, xoay tròn một cái, rồi chui vào trong đó. Mấy tầng màn sáng hộ thể chập lại kia nhìn như không tầm thường, nhưng vừa gặp kiếm khí màu xanh thì nhanh chóng tán loạn, tan rã. Theo đó vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cánh tay sen lẫn trong một mảnh mưa máu rơi xuống. Lần thập thất một hơi tế ra nhiều bảo vật phù lục như vậy, gắng gượng lắm mới tránh thoát kết cục bị một kiếm chém chết, nhưng đã bị chém mất một cánh tay trái từ bả vai, khí tức trên thân so với lúc trước thoáng cái suy yếu hơn phân nửa. Sau một khắc, tay kia của gã mãnh liệt thúc dục pháp quyết, máu tươi đang tuôn ra từ chỗ cụt tay đột nhiên bốc cháy. Toàn bộ người gã trong nháy mắt hóa thành một khối máu rực lửa, bắn cực nhanh ra xa, tốc độ so với lúc trước nhanh gấp bội hàn lập và lân cửu thấy cảnh này lập tức biến sắc lân cửu cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu mười ngón chỉ vào tinh huyết nhanh chóng bắt quyết liên tục trong nháy mắt tinh huyết hóa thành một màn xương máu lóe lên rồi biến mất không thấy ngay sau đó mà bàn màu vàng ở trong quang cầu màu xanh đằng kia liền tỏa ra hào quang hai màu vàng hồng giống như một vầng mặt trời hai màu mặt ngoài hiện ra những ngọn lửa hai màu vàng hồng thiêu đốt rồi lao xuyên qua các tầng gợn sóng màu xanh chung quanh lóe lên bay về trong tay lân cửu thân thể lân Cửu nhoáng một cái, hóa thành vệt cầu vồng màu vàng, phi độn về một hướng, khác hướng lân thập thất. Hầu như ngay lúc lân Cửu thi thuật thì thủy đạo văn trên bề mặt trọng thủy chân luân cũng tỏa sáng hào quang, ngay dìa luân lại hiện ra những thủy nhận mạnh mẽ xoay tròn, chém toạc những gợn sóng màu xanh, rồi bay vụt về trong tay hàn lập. Tia sáng trắng lóe lên, hắn hóa thành một luồng lôi điện màu bạc trói mắt, bay về một hướng khác, so với lân cửu không chậm hơn chút nào. Ba người thấy tình hình không ổn liền sinh thoái ý, quyết định cực nhanh, bỏ chạy theo ba hướng khác nhau. Hàn lập ở bên trong lôi điện màu bạc, ý niệm trong đầu nhanh chóng cân nhắc. Thanh giáp cự nhân không hổ là hóa thân kim tiên, dù hiện tại thu vi không phải kim tiên, nhưng thủ đoạn lại vô cùng quỷ dị, chỉ cần một sợi pháp tắc mà ngưng tụ thành kiếm khí màu xanh đã khiến hắn không thể nắm chắc có thể chống đỡ được. Lúc này còn muốn chạy trốn, đã muộn, thanh giáp cự nhân thấy ba người chia nhau đào tẩu, cũng không hề lo lắng, cười lạnh một tiếng, lập tức nâng hai tay lên, hai mắt lóe lên thanh quang. O, O, N, G. Quang hải màu xanh quanh người y run lên, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tia sáng màu xanh bắn khắp bốn phương tám hướng, lóe lên, rồi chui vào trong hư không. Dầm dầm dầm, hư không trong vòng ngàn dặm đột nhiên kịch liệt nổi lên sóng gió, vô số vòng hào quang màu xanh hiện ra, ánh hào quang màu xanh sáng rực đến chói mắt. Chúng kết nối với nhau, rồi trong nháy mắt hình thành một thứ như linh vực màu xanh cực lớn phạm vi khoảng ngàn dặm, bao phủ ba người Hàn Lập vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy thân thể bị siết chặt, hư không chung quanh đột nhiên trở nên nặng nề gấp bội, độn tốc chậm lại không biết bao nhiêu lần. Bên kia tình huống lân cửu và lân thập thất cũng giống thế, trong lòng đều trở nên trầm xuống. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, trọng thủy chân luân bay đến đỉnh đầu, xoay tròn cực nhanh, một lần nữa dìa luân hiện ra từng lưỡi thủy nhận, lia mạnh khắp bốn phía. Âm ầm, hư không màu xanh ở bốn phía cuồn cuộn mãnh liệt rồi ánh sáng màu xanh chợt hiện, lập tức khôi phục lại như trước. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không đợi hắn làm gì tiếp theo, quanh người hắn đột nhiên hiện ra vô số phù văn màu xanh, vây quanh thân thể, rồi nhanh chóng chuyển động. Hắn thấy mắt hoa lên, thân thể đang tại chỗ lại biến mất vô tung, rồi sau một khắc, đã xuất hiện ngay trước người thanh giáp cự nhân chưa đầy hai ba trăm trường. Hầu như cùng lúc, ở cách đó không xa, ánh sáng màu xanh chấp liên tục, thân ảnh lân cửu, lân thập thất cũng hiện ra. Đây là, Chẳng lẽ là linh vực? Cánh tay trái Lân Thập Thất lúc này đã khôi phục lại, nhưng nguyên khí bị tổn hao nhiều, trên mặt hiện ra nét sợ hãi, gã ta nói. Thần sắc Lân Cửu tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt quét nhanh bốn phía, không nói tiếng nào. Chắc không phải là linh vực hoàn chỉnh, tựa hồ là linh vực chứa thủ đoạn hỗn hợp nào đó. Sắc mặt Hàn Lập Âm Tình bất định chỉ trong chốc lát, rồi hắn nói. Không gian màu xanh xung quanh giống linh vực khiến cho bọn hắn hoàn toàn bị cách ly với ngoại giới căn bản không thể sử dụng bất cứ thiên địa nguyên khí nào ở ngoại giới. Do đó, thực lực của bọn hắn chỉ có thể phát huy không đến năm thành. Coi như các người có chút kiến thức, kỳ thật nếu ngay từ đầu các người quay người bỏ chạy thì với hóa thân này thật đúng là chưa chắc có thể lưu lại được. Nhưng bây giờ đều phải lưu lại đây cho ta, đền mạng đi. Thanh giáp cự nhân cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, hư không phụ cận chấn động, từng quả lôi cầu màu xanh lớn cỡ gian phòng hiện ra chẳng chịt, gấp không biết bao nhiêu lần, tiếp theo như gió táp mưa rào, nện xuống ba người hàn lập. Lân cửu thấy vậy, giơ tay lên, ma bàn màu vàng lóe lên chắn trước người, đồng thời trong cơ thể vang lên ông ông, quanh người lập lẻ kim quang. Từng luồng kiếm ảnh màu vàng hiện ra, dày đặc vô kể vây quanh thân thể của gã ta, hình thành một mảnh kiếm hải màu vàng. Gần nửa bầu trời bị kiếm khí lạnh lẽo bao phủ, với khí thế phô thiên cái địa nghênh đón lôi cầu màu xanh rơi xuống. Gần như cùng một thời gian, Hàn Lập mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, trọng thủy chân luân sáng rực hắc quang, phóng to gấp mấy lần, ngăn cản trước người. Thủy quang màu đen trói mắt xì ra, hình thành một mảnh thủy vân màu đen cực lớn, dày bảy tám chục trường. Thủy đạo văn trên chân luân sáng rực ánh sáng màu lam mút trời, từng vòng thủy lôi màu lam to lớn từ trong thủy vân màu đen bay ra, phát ra tiếng sấm ầm ầm ầm, đánh về phía lôi cầu màu xanh đang rơi xuống chung quanh. Bên kia lân thập thất chẳng biết từ lúc nào cũng đã tế ra một cái hồ lô màu vàng, lơ lửng trên đỉnh đầu. Từ trong miệng gã truyền ra chú ngữ tối nghĩa, mặt ngoài hồ lô hiện ra một tầng phù văn óng ánh, hình thể bỗng nhiên nhanh chóng phóng lớn lên như gian phòng. Bên trong tiếng ầm ầm vang lớn, hồ lô màu vàng chảy ra mấy nghìn hạt cát màu vàng kim óng ánh, tỏa ánh sáng kỳ lạ, cực kỳ sáng lạn. Những hạt cát óng ánh này vừa xuất hiện, thì một hóa trăm ngàn, nhanh chóng khuếch tán, ở trên không tạo thành một biển cát màu vàng kim óng ánh, ngăn cản trước người gã ta. Ầm ầm ầm, vô số lôi cầu màu xanh đánh lên tầng phòng ngự do ba người thi triển thì lập tức ào ào nổ tung, hóa thành từng mảnh lôi quang màu xanh chói mắt, rồi lại như một đại dương lôi hải minh mông cuốn về phía ba người. Tất cả những mảnh hào quang đan xen vào cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho hư không chấn động mãnh liệt. Ba người Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng đều dùng mình. Lôi cầu màu xanh đoàn này ẩn chứa một thuộc tính dù uy lực có hạt, nhưng sau khi mỗi một quả lôi cầu nổ tung là trong không trung lại lập lòe điểm sáng màu xanh, lập tức hiện ra một quả lôi cầu mới, dường như vô cùng vô tận trọng thủy chân luân phát ra thủy lôi màu lam rất nhanh bị vô số lôi cầu màu xanh đánh tan. Từng quả lôi cầu màu xanh không ngừng đánh lên thủy vân màu đen, còn lôi quang màu xanh càn quét khắp nơi. Thủy vân màu đen run rẩy kịch liệt, từng mảnh bị đánh bay khiến cho thủy vân vốn dày bảy tám chục trượng, nhanh chóng trở nên mỏng manh. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, trong nháy mắt, thủy vân vốn rất dày chỉ còn lại có vài chục trượng. Tình hình lân thập thất ở bên kia cũng giống như vậy, biển cát màu vàng trên đỉnh đầu chỉ còn lại một lớp mỏng. Lân thập thất bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay phun ra hai cột sáng màu vàng to lớn, tiên linh lực trong cơ thể gã điên cuồng rót vào bên trong biển cát trên đỉnh đầu, kiệt lực ngăn cản. Trọng bảo trong người gã này lần lượt đã bị tổn thất hết, giờ phút này đã không còn bảo vật gì để xuất ra nữa, chỉ còn lại có lớp cát óng ánh này. Nếu lớp cát này cũng bị phá hủy, gã ta chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Trong ba người, thoạt nhìn thì tình huống lân cửu là đỡ nhất, Kiếm hải màu vàng quanh người gã ông ông vận chuyển, hào quang tuy hơi mở đi một chút nhưng từng tia kiếm khí màu vàng vẫn đang không ngừng bắn ra, quấy vỡ những lôi cầu màu xanh đang rơi xuống. Chương 251, kéo dài, tại thời điểm ba người Hàn Lập gắng sức chống đỡ, lôi cầu đầy trời rút cuộc cũng tan mất. Ba người Hàn Lập đáng lý vui mừng, nhưng nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia kinh ngạc. Bởi vì từ khi lôi cầu màu xanh xuất hiện đầy trời, thân hình thanh giáp cự nhân liền biến mất không thấy. Nếu như không gian linh vực màu xanh này còn đang tồn tại, hiển nhiên sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đúng như ba người sở liệu, không chờ bọn hắn buông lỏng một hơi, dị biến phát sinh. Không trung đột nhiên hiện ra từng vòng xoáy thanh quang, từng nhánh cây màu xanh từ trong vòng xoáy bay ra, rơi ầm ầm xuống phía dưới, chừng hàng trăm hàng ngàn cây. Tuy nói là nhánh cây, nhưng mỗi cành đều dài hơn 10 trượng, có thể so với một cây đại thụ. Tiếng vang trói tai ù ù vạch phá phía chân trời, giống như mưa to hung hăng đánh tới ba người tiếng nổ vang đại tác ba người hàn lập tranh thủ thời gian ngắn ngủi điều chỉnh vị trí giờ phút này hình thành thế chân vạc phân biệt đứng giữ một bên đám mây trên đỉnh đầu hàn lập vốn đã mỏng dưới tác động của một vài nhánh cây đập xuống càng làm rung động lắc lư kịch liệt từng mảnh vân khí bị đánh bay nhưng cũng ngăn cản được gần một phần ba số nhánh cây màu xanh kiếm trận quanh người lân cửu vận chuyển kiếm khí lăng lệ ác liệt vô cùng chảm nát bấy những nhánh cây màu xanh đang nện xuống trong ba người Hoạt nhìn không ổn nhất chính là Lân Thập Thất, lúc trước gã đã bị thương, dẫn đến nguyên khí bị hao tổn, lúc này dưới sự công kích của nhánh cây màu xanh đầy trời làm màn cắt màu vàng trên đỉnh đầu gã cuồn cuộn nhấp nhô, cắt vàng bắn tung tóe, mơ hồ nổi lên một vài vết sạn. Nhánh cây màu xanh tấn công liên tục không ngừng, ẩn chứa man lực cách không đánh đến ba người Hàn Lập, làm cho trong lòng ba người khổ không thể tả, nhưng may hiện tại ba người phân biệt chịu trách nhiệm một bên, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm biết như vậy không nên tham thù lao mà tiếp nhận nhiệm vụ này hôm nay chưa chọc tiên cung mạng nhỏ khó mà giữ được rồi lân thập thất vẻ mặt đau khổ nói xem ra chúng ta hẳn là bị người tính kế người này không tiếc hao phí món tiền khổng lồ trăm phương ngàn kế đưa chúng ta đưa tới nơi này phá hủy chuyện tốt của trưởng lão tiên cung hẳn là cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa vô thường minh và tiên cung lân cửu sắc mặt cũng khó coi nói hai vị đạo hữu cái này chờ chúng ta giữ được tính mạng lại tìm hiểu sau tình hình hiện tại hồ có chút không đúng Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, không tốt, lân cửu khẽ giật mình, ánh mắt quét qua mọi nơi, đồng dạng cả kinh. Chỉ thấy những nhánh cây màu xanh kia sau khi bị bọn hắn đánh tan, biến thành quang điểm màu xanh rào rào chui xuống khắp mặt đất, làm bùn đất lật qua lật lại. Tiếp theo, từng cây màu xanh biếc ảo ảo mọc lên từ dưới đất lên, theo những quang điểm kia tiếp tục tràn vào, cây giống bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, mắt thường có thể thấy được. Trước sau bất quá mấy hơi thở, cây giống liền biến thành từng cây đại thụ cao hơn 10 trượng, mà vẫn tiếp tục sinh trưởng cao hơn. Trong chớp mắt, ba người Hàn Lập bị bao phủ trong rừng cây xanh um tùm, khí tức mộc thuộc tính nồng đậm dị thường. Tình hình quỷ dị như vậy làm cho nội tâm Hàn Lập cảm thấy không ổn. Tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta đều không thể sống sót mà rời khỏi chỗ này. Đạo hữu lân cửu, nơi đây mấy người tu vi ngươi là cao nhất, có biện pháp gì không? Lân thập thất cực kỳ thấp thỏm trong lòng, nói tuy chỉ là hóa thân kim tiên nhưng thủ đoạn lại quỷ dị vô cùng mặc dù là ta thì hôm nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ muốn thoát thân thì khó như lên trời chuyện cho tới bước này có lẽ chọn cách phản kháng lại mới có thể có một đường sinh cơ lân cửu lắc đầu tiếp theo nói như thế chọn cách phản kháng lại ư lân thập thất nghe vậy nhãn tình sáng lên hàn lập nghe vậy không biến sắc nhưng nội tâm khẽ động chính như lân cửu nói ba người hôm nay thân ở trong lĩnh vực màu xanh ẩn chứa pháp tác lực thực lực vốn suy giảm, đối mặt với công kích vô cùng tận này thì thoát thân càng thêm không dễ. Dù hắn có tế ra cả chân ngôn bảo luân và thanh trúc phong vân kiếm, mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, nhưng cũng không nắm chắc có thể bình yên chạy thoát. Hơn nữa hai kiện bảo vật này sẽ dẫn đến quá nhiều hệ lụy, không đến lúc sinh mệnh nguy hiểm, hắn tuyệt chưa sử dụng. Lân cửu là tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ, tuy rằng hiện tại cũng giống như hắn bị khống chế, nhưng thần sắc chấn định, hiển nhiên vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn. Trong lúc hắn đang cân nhắc, Lân cửu há miệng phun ra liên tiếp ba kiện đồ vật màu sắc khác nhau, đón gió tăng vọt biến thành ba đại phiên lóe lên linh quang, nhìn cực kỳ cổ phác. Trên mặt phiên thiêu tám phù văn cổ quái, giống họa không phải họa, giống chữ không phải chữ. Ba đại phiên ngoại hình giống nhau như đúc, có vẻ là nguyên bộ pháp bảo. Chẳng qua, ba cổ phiên có màu sắc không giống nhau, một mặt màu vàng, một mặt màu bạc, mặt khác màu đen. Hàn lập nhìn tám phù văn cổ quái trên mặt phiên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tám phù văn này và phù văn trên thạch lô mà hắn lấy từ bầy khỉ dưới núi kia hoàn toàn tương tự, chẳng lẽ giữa chúng có liên hệ gì? Những năm qua, hắn cũng nhiều lần nghiên cứu thạch lô đó nhưng vẫn chưa tìm ra đầu mối, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại tìm được manh mối. Hàn lập nét mặt bất động thanh sắc, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Bảo vật này tên là Tam Nguyên Đại Tắc Phiên, cần phải ba người đồng thời thúc giục, uy lực không tầm thường, thiên về phòng thủ, nhưng tiêu hao tiên linh lực quá lớn, một mình ta căn bản không cách nào thúc giục được cái ta nói là đi con đường ngược lại kia chính là trước khi muốn đào thoát ba người chúng ta cần toàn lực thúc giục bảo vật này để phòng thủ đã lân cửu chậm rãi nói ra bảo vật này nếu như tiêu hao tiên linh lực như vậy thời điểm ba người chúng ta sức cùng lực kiệt chẳng phải thành thú bị nhốt trong chuồng sao lân thập thất ngữ khi có chút thất vọng theo tại hạ biết loại phù lục biến thành hóa thân này thường có hạn chế nhất định không có khả năng duy trì lâu dài ý của đạo hữu lân cửu chính là tận lực kéo dài thời gian chờ tới lúc hóa thân này không chống đỡ nổi hàn lập nói đạo hữu giao thập ngũ nói không sai tại hạ chính là có ý này lân cửu gật đầu nói nhưng ta thấy bộ tam nguyên đại tắc phiên này của đạo hữu hơi khác với pháp bảo bình thường tám cái phù văn phía trên có chút kỳ lạ không biết có gì huyền diệu chúng ta hiện đang ở hiểm cảnh cùng chung một thuyền mong đạo hữu giải thích nghi hoặc một chút hàn lập bất động thanh sắc nói bảo vật này quả thật có chút đặc biệt tại hạ cũng là ngẫu nhiên có được nhưng do trải qua hơn trăm năm tìm tòi cũng tìm ra được một vài phương pháp tế luyện thời gian không còn nhiều lắm các ngươi mau chóng làm quen một chút đi lân cửu nghe vậy không nhanh không chậm nói nói xong gã ta mãnh liệt thúc giục kiếm quyết làm phạm vi kiếm trận lớn hơn vài phần ngăn được gần nửa số công kích của nhánh cây màu xanh tay kia gã vung lên hai khối ngọc giản phân biệt bắn về phía hàn lập và lân thập thất hàn lập thò tay nhận lấy ngọc giản bề ngoài tấm tắc kêu kỳ lạ nhưng trong lòng âm thầm suy đoán, lân cửu này có lẽ biết một ít về tám cái phù văn thần bí kia, chẳng qua nhìn bộ dạng này đương nhiên không muốn nói rồi. Đang lúc cân nhắc, thần thức hắn đã chui vào trong ngọc giản trên tay. Trong ngọc giản ghi lại khẩu quyết một môn tế luyện bảo vật, thoạt nhìn có chút đặc biệt, khác rất nhiều so với các phương pháp tế luyện hắn đã biết. Hàn lập một mặt nhanh chóng tìm hiểu, một mặt hồi tưởng lại lại những hiểu biết mà những năm qua nghiên cứu thạch lô kia. Hắn phát hiện giữa hai cái mơ hồ có liên quan với nhau, trong nội tâm không khỏi mừng thầm. Nếu hắn đoán không sai, pháp quyết tế luyện này hẳn là cũng hữu dụng với thạch lô kia. Không lâu sau, nhánh cây màu xanh đầy trời đang rơi xuống đột nhiên dừng lại, nhưng hơn trăm cây đại thụ xung quanh mọi người cũng đã cao đến hai ba trăm trượng, nhánh cây đan sen, hầu như che đậy bầu trời phía trên. Không có thời gian, các người tranh thủ thời gian làm quen phiên này đi, lân cửu nhíu mày, lập tức giao hai đại phiên màu bạc và màu đen cho hàn lập và lân thập thất. Sau đó, gã bỗng nhiên đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, lóe lên rồi chui vào trong đại phiên màu vàng, khiến mặt ngoài đại phiên hiện ra từng điểm kim quang. Hàn lập hít sâu một hơi, tay cũng lập tức bấm ra pháp quyết kỳ lạ, rồi chui vào trong đại phiên màu bạc. Phiên màu bạc lập tức từ từ bay lên, từng điểm hào quang màu bạc hiện ra, phảng phất như những ngôi sao lập lòe trong bầu trời đêm, vừa sáng trói thần bí, vừa phát ra thanh âm thanh thúy len keng linh linh. Lần thập thất cũng nhắm mắt lại, tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Mặt ngoài đại phiên màu đen hiện ra từng điểm hắc mang, đan sen ngưng tụ thành một tầng hào quang màu đen, từ từ bay lơ lửng. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu mọi người chợt chấn động, hóa thân kim tiên hiện ra, thân thể đã khôi phục, cỡ như người thường. Không nghĩ tới mấy tên tiểu tiên cấp thấp này cũng có không ít thủ đoạn. Nhưng cũng nên làm cho xong, hóa thân kim tiên nói xong, một tay giơ lên, một vòng linh quang màu xanh hiện ra, bên trong vô số phù văn màu xanh lập lòe, lóe lên, chui vào, biến mất trong một cây đại thụ che trời. Cây đại thụ này lập tức từ mặt đất nhoi lên, giống như không bị hạn chế bởi bùn đất, toàn thân cây hiện lên lục quang chói mắt, nhanh chóng biến hóa, sinh trưởng ra tứ chi to lớn và một cái đầu xấu xí. Sau một cái hô hấp, cây đại thụ này đã biến thành một thụ nhân cao mấy trăm trượng. Thụ nhân vừa mới thành hình, không nói hai lời, nâng lên một quyền màu xanh cực lớn, hung hăng đánh xuống kiếm trận màu vàng lân cửu thi triển. Một tiếng vang rất lớn, không gian màu xanh cũng theo đó run lên, kiếm trận màu vàng kịch liệt lắc lư một cái, nhưng lập tức liền khôi phục lại. Theo từng vòng linh quang màu xanh từ trong tay hóa thân kim tiên bay ra, trong chớp mắt liền có nửa số cây đại thụ biến thành thụ nhân, nhưng thanh quang trên người hóa thân cũng trở nên ảm đạm. Tất cả thụ nhân ào ào vung nắm đấm to lớn, vô số thanh quang quyền ảnh to lớn mơ hồ, phô thiên cái địa công kích ba người Hàn Lập. Ầm ầm ầm, thủy vân màu đen, màn cát màu vàng và kiếm trận màu vàng tiếp nhận mấy đợt công kích như gió táp mưa rào vốn phòng ngự chặt chẽ, dần dần bắt đầu trở nên tán loạn. Hào quang của chúng cũng mở đi rất nhiều, nhưng cũng không bị phá hủy ngay. Hóa thân kim tiên thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, có chút không kiên nhẫn. Y há miệng phun ra một cỗ thanh hà, thoáng một cái bao phủ tất cả các cây đại thụ còn lại ở phía dưới. Một vài cây đại thụ lập tức hiện ra hào quang màu xanh biếc, từ mặt đất chui lên, nhưng không biến thành thụ nhân, mà dung hợp với nhau cùng một chỗ, hào quang xanh biếc lập lòe chúng hợp lại thành một tên thụ nhân khổng lồ cao chừng hai ba nghìn trường. Lục quang trên thân thụ nhân khổng lồ lưu động liên miên không dứt. Một cánh tay y nâng lên, hư không gợn sóng. Một tiếng bùm, những thụ nhân còn lại ở xung quanh ầm ầm nổ tung, hóa thành từng vòng hào quang màu xanh cuốn ngược về, rồi hóa thành một thanh mộc đao có chiều dài tương đương với thân thể thụ nhân khổng lồ. Trên thân đao khắc rõ từng hàng phù văn màu xanh lá, lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Chương 252, Kim Tiên uy hiếp thụ nhân khổng lồ vừa thành hình chân nhún một cái thân hình khổng lồ vọt lên các phù văn màu xanh trên mộc đao tỏa ra hào quang thanh quang sáng rực rỡ chiếu sáng hơn phân nửa không gian thanh sắc một khắc sau đao quang ầm ầm chém xuống tựa như thiên hà thanh sắc rơi xuống uy thế kinh thiên động địa đao quang cực lớn chưa bổ đến nơi mà luồng lực lượng khiến người ta sợ hãi đã ầm ầm áp xuống khiến cho thủy vân hắc sắc màn cắt vàng óng ánh lẫn kiếm trận kim sắc kịch liệt run rẩy thanh âm tan vỡ vang lên ken két ầm ầm một đao cực lớn hung hăng chém xuống sinh ra một tiếng nổ kinh thiên động địa bốn đạo quang mang hắc hoàng kim thanh vặn vẹo đan vào nhau thủy vân màn cát kiếm trận rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng mà tan vỡ một cơn lốc tạp sắc sen lẫn kiếm khí vân khí cát sỏi như cơn sóng dữ bắn về bốn phương tám hướng hư không thanh sắc chấn động mãnh liệt từng cơn rung động mắt thường có thể thấy được lan ra khắp nơi kết quả là một đao cực lớn chém xuống nhưng thế không thể tới nữa mà bị bắn ngược lại thụ nhân khổng lồ đạp đạp lui về sau mấy bước mới đứng vững được luồng sóng bạo liệt minh mông cuộn cuộn thu lại hiện ra thân ảnh ba người hàn lập phiên ảnh kim ngân hắc phía trước ba nhân ảnh lập lòe phảng phất như ba đạo thiên hà tinh quang chấn động linh lực minh mông từ trong ba mặt phiên ảnh phát ra nơi nào phiên ảnh lướt qua không gian xung quanh lập lòe hào quang tầng tầng chấn động cơn lốc nổ tung phân tán về bốn phía bị ba đạo phiên ảnh nhẹ nhàng rung lên thế mà đơn giản bị càn quét sạch sẽ Ba người không dám có chút lười biếng, mười ngón tay không ngừng kết động đánh ra từng pháp quyết kỳ dị nhập vào trong đại phiên phía trước. Miệng lân cửu khẽ quát thiên toàn, thủy động, địa diêu. Dầm, ba đạo phiên ảnh liên tiếp phóng lớn, hòa thành một thể, hình thành một quang mạc cửa đại ba màu hình quả trứng. Nếu nhìn thật kỹ thì có thể thấy kim quang xoay tròn lượn lờ ở tầng ngoài cùng, hắc quang ở tầng thứ hai, ngân quang ở trong cùng. Vô số phiên ảnh lúc ẩn lúc hiện bên trong màn sáng, hào quang trùng thiên sen lẫn thanh âm rít gào phóng ra quét khắp một vòng như kiểu bên trong không gian thanh sắc tự hình thành thế giới vậy. Trên bầu trời, hóa thân kim tiên sắc mặt trầm xuống, bàn tay bấm niệm pháp quyết. Thụ nhân khổng lồ rực lên thanh quang, dậm mạnh về trước hai bước, thanh quang từ một đao bắn ra, lại hung hăng bổ vào màn sáng ba màu lần nữa. Màn sáng chấn động mãnh liệt, lõm vào bên trong một vết. Theo quang mang tam sắc lưu chuyển, chỗ lõm ở màn sáng nhanh chóng hồi phục, lại đánh bật mộc đao ra bàn tay thụ nhân cuồng vũ, đao tiếp đao điên cuồng chém tới. Dầm dầm rầm, màn sáng ba màu không ngừng rung động, lõm vào liên tiếp rồi mấy chốc sau lại phục hồi, không có chút dấu hiệu bị kích phá. Ha ha, bộ tam nguyên đại tắc phiên này của lân cửu đạo hữu đúng là không hề tầm thường. Ta xem khí thức hóa thân này đã không giống trước nữa rồi, xem ra hẳn là không duy trì được lâu nữa. Bàn tay lân thập thất nắm lấy một viên tiên nguyên thạch không ngừng hấp thụ tiên linh lực, vui vẻ nhận xét. Không thể chủ quan, thủ đoạn người này tuyệt không chỉ có thế. Tận dụng thời gian khôi phục đã, lân cửu cũng nắm lấy một viên tiên nguyên thạch, mặc dù trong mắt nổi lên một tia ngạo nghễ nhưng lời đáp lại cẩn trọng dị thường. Hàn lập không nói lời nào, tay nắm chặt tiên nguyên thạch hấp thu tiên linh lực, trong lòng cũng gượng gạo cười. Vì thúc dục trận này, ba người buộc phải không ngừng hấp thụ tiên linh lực trong tiên nguyên thạch, còn riêng bản thân thì ăn đan được khôi phục, nhưng bù không nổi tiên linh lực bị tiêu hao. Tiêu hao tiên linh lực của bộ Tam Nguyên đại tác phiên cũng thực kinh người. Dù có dị bảo hộ thân thì sao, xem các người còn duy trì được bao lâu nữa. Hóa thân kim tiên cười lạnh, pháp quyết biến đổi, điểm tới thụ nhân khổng lồ ở đằng xa. Động tác thụ nhân dừng lại, toàn thân lún xuống, nửa cẳng chân chìm dưới đất, trên người lại rực lên thanh quang chói mắt, biến thành một gốc đại thụ che trời. Trong lúc lục quang lập lè, những chiếc cành, chiếc lá thi nhau mọc, rồi những nụ hoa hồng sắc nảy nở ra. Chỉ một khắc, các nụ hoa bung cánh thành đóa cửa hoa rực rỡ. Một dòng những viên bi nhỏ màu đỏ nhạt từ trong cự hoa bắn ra, như phấn hoa tán loạn, băng vỡ thành một mảng xương đỏ phủ xuống màn sáng ba màu với tốc độ kinh người. Nó trực tiếp xuyên thấu vào trong, màn sáng trông cứng cỏi vô cùng thế mà như vô hình. Cái gì, ba người thấy vậy, sắc mặt cả biến, nội tâm hàn lập trầm xuống, thả thần thức quét qua. Sau một khắc, hắn cảm thấy trong đầu nặng trịch, đột nhiên dâng lên cảm giác xây sầm, Tiên linh lực tự nhiên vận chuyển chậm lại. Trong tích tắc, thần thức trong đầu giật thoát, lập tức thanh tỉnh, vội vàng hét lớn. "Coi chừng, công kích thần thức." Đồng thời, Song Thủ Nguyên Anh ở đan điền kết pháp quyết, lập tức một luồng chi lực mát lạnh bay vọt ra, chảy vào các nơi kinh mạch khiến cho tiên linh lực đang trì trệ lập tức khôi phục nguyên dạng. "Thủy chuyển, địa hám, thiên chấn." Lân Cửu nghe vậy, miệng vội vàng hét lớn. "Đám Hàn Lập nghe vậy thì bất chấp xương đỏ xâm nhập vào trong màn sáng, pháp quyết trên tay biến đổi bề mặt màn sáng ba màu rung động một hồi hắc quang ở tầng thứ hai bỗng nhiên hiện ra lớp ngoài cùng ngân quang theo đó trở thành lớp thứ hai còn kim quang vốn ngoài cùng lại trở thành lớp trong cùng sau biến hóa này hào quang tản mát đột biến thành rất nhu hòa bề mặt hiện tầng tầng gợn sóng màn xương đỏ vốn tràn vào như không lập tức bị chắn lại những xương đỏ đã chui vào trong màn sáng khuếch tán khắp nơi bên trong phủ kín cả ba người lại cảm giác xây sầm mặt mày không ngừng xâm nhập vào đầu ba người hàn lập nhắm mắt lại chậm rãi vận chuyển luyện thần thuật. Đồng thời tiện tay tế ra một chiếc chuông nhỏ bạch ngọc. Nó xoay xoay trên đỉnh đầu, luồng thanh lương chi ý quanh quẩn trong đầu hắn, ảnh hưởng của màn xương đỏ lập tức bị triệt tiêu hơn phân nửa. Chút ảnh hưởng còn lại đã không còn ghê gớm nữa, lân cửu được hàn lập nhắc nhở nên đã có chuẩn bị. Pháp quyết biến hóa, tay vỗ lên đỉnh đầu, một chiếc khóa nhỏ trắng muốt hiện ra, nó tản ra từng vòng hào quang lóng lánh phủ toàn thân gã lại. Ánh mắt gã lập tức thanh minh trở lại, lần thập thất thì tế ra một giải trường lăng màu vàng đất nó bay quấn quanh người khiến màn xương đỏ không cách nào tiếp cận được ba người đều có thủ đoạn đối phó xương đỏ công kích tuy nhiên tiêu hao tiên linh lực cho việc thúc giục ba kiện bảo vật vốn không nhỏ nên tiên linh lực mất đi với tốc độ càng kinh nhân mà trong không gian lĩnh vực thanh sắc lại không thể tự động thu nạp thiên địa nguyên khí kể từ đó dù ba người không ngừng nghỉ bổ sung nguyên khí thông qua tiên nguyên thạch thì tới lúc này mặt cũng nhợt nhạt như tờ giấy cứ vậy thì kiên trì chẳng được bao lâu nữa bọn hắn không biết là lúc này tên hóa thân kim tiên cũng khiếp hãi dị thường. Vốn y tưởng chỉ cần một hóa thân có thể điều khiển pháp tắc chi lực đủ để đơn giản giải quyết mấy tên tiểu bối làm hư chuyện tốt. Thế mà tình hình hiện tại không như mong muốn làm lòng y vô cùng tức tối. Hôm nay dù bổn tỏa tổn hao nguyên khí cũng phải cho các ngươi trả một cái giá lớn. Thanh quang từ mắt hóa thân kim tiên sáng rực, miệng lẩm nhẩm những chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, bàn tay kết xuất pháp quyết cổ quái. Trong chốc lát, những đóa hoa màu đỏ trên thân đại thụ dập trời kia dài ra rồi khẽ khàng rụng xuống. Những thanh âm phục phục vang lên, đóa hoa liền bị từng đám lửa màu xanh bao bọc, diễm quang hừng hực, trong khoảnh khắc trùm lên cả gốc đại thụ, tản mát ra chấn động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Khi thanh diễm thiêu đốt đại thụ thì thân hình hóa thân kim tiên cũng trong suốt dần. Sau đó, cả biển lửa thiêu đốt đại thụ ầm ầm đổ xuống, lấy xu thế thái sơn áp đỉnh sập xuống chỗ ba người Hàn Lập. Dù chưa tới nơi nhưng luồng uy áp vô hình không cách nào mô tả lăng không ập tới làm cho ba người hàn lập hô hấp trì trệ, chỉ muốn bỏ trận chạy trốn nhưng đã không kịp rồi. Không ổn, lân cửu há mồm phun ra ngụm máu dung nhập vào đại phiên kim sắc. Hào quang đại phiên kim sắc tỏa sáng, vô số kim quang bắn ra, hóa thành bức tường ánh sáng kim sắc. Hàn lập lẫn lân thập thất cũng há mồm phun ra ngụm máu, toàn bộ tiên linh lực còn lại trong cơ thể rót hết vào tam nguyên đại tắc phiên. Hai mặt đại phiên ngân, hắc cũng tỏa sáng hào quang, huyễn hóa ra hai bức tường ngân hắc ngay sau đó hàn lập bấm đốt tay trọng thủy chân luân hiện ra nó xoay tròn rất nhanh chắn ở phía trước cùng lúc đó lân cửu và lân thập nhất cũng tế ra từng kiện pháp bảo từng đạo quang mạc từ từ phóng ra chúng đan vào nhau thành tầng tầng lớp lớp bao phủ ba người lại ầm ầm ba người không còn thêm được hành động nào nữa biển lửa đã đổ xuống một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên thanh quang chói lò bộc phát bao phủ ba người hàn lập quang mang thanh sắc co rụt lại, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, lục quang vỡ tan. Hư không vang lên những tiếng vù vù, từng vết nứt mắt thường có thể thấy được, vạn vẹo rung rinh, phảng phất muốn vỡ. Một luồng cuồng phong thanh sắc vô cùng cuồng mãnh xuất hiện, thổi quét bốn phương tám hướng. Ba đạo nhân ảnh từ trong thanh quang bắn ra, đúng là ba người hàn lập. Lúc này, quần áo trên cơ thể ba người rách tả tơi, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, toàn thân đầy những vết thương, nhìn qua cực kỳ chật vật, thế nhưng thần sắc tràn ngập niềm vui sống sót. Thanh quang tiêu tán nhanh chóng, hóa thân kim tiên lơ lửng trên không lại hiện ra nhưng cơ thể đã trong suốt, sắp sửa tan vỡ. Hừ, hôm nay coi như các người đã gặp may, nhớ cho kỹ, bổn tỏa của kiệt bắc hàn tiên cung. Đừng tưởng thoát được hôm nay là đã xong, chờ lúc bổn tỏa xuất quan, chắc chắn tóm cả ba tên, rút hồn luyện phách, nghiền xương thành cho. Nhớ cho kỹ vào, hóa thân kim tiên từ từ biến mất, hóa thành phù lục kim sắc như trước xeo xeo, phù lục không lửa tự cháy, chỉ mấy nhịp thở đã thành cho tàn. Cổ kiệt, cửa ải trước mắt cuối cùng cũng thoát, nhưng mà chọc phải trưởng lão kim tiên bắc hàn tiên cung, phiền toái sau này cũng không nhỏ đâu. Ánh mắt lân cửu lấp lánh, chậm rãi nói, một cái hóa thân đã khó giải quyết như vậy, nếu như chân thân phủ xuống thì bọn ta sợ rằng lành ít giữ nhiều. Lân thập thất nghĩ mà sợ, thở dài nói, thù đã kết rồi, lúc này nhiều lời vô ích, chúng ta nhanh nhanh chỉnh trang lại rồi chạy thôi. Hàn Lập trầm mặc rồi phát biểu, hai người lân cửu nghe vậy khẽ gật đầu, mươi 253, rước lấy phiền toái. Hàn Lập lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, sắc mặt dần khôi phục. Trọng thủy chân luân lơ lửng bên cạnh hắn, vốn sáng bóng giờ có chút mờ, hiển nhiên vừa rồi trùng kích khiến bên trong tổn thương không nhẹ, sau này trở về không tránh khỏi phải tế luyện một phen. Bên kia, lân cửu cũng thu hồi ba cây đại tắc phiên, trải qua va chạm mãnh liệt một kích cuối cùng với hóa thân của Kiệt, mặc dù không đến mức hao tổn, nhưng linh tính cũng mất mát, khiến gã tiếc nuối không thôi. Thảm nhất tất nhiên là Lân Thập Thất, lúc trước không chỉ bị thương không nhẹ, nguyên khí đại thương, mà đại ấn kia gần như là bản mệnh pháp bảo của gã ta bị lực lượng pháp tắc của Hóa Thân Kim Tiên thẩm thấu vào làm mất đi hơn phân nửa linh tính. Nhưng lần này gã ta có thể giữ được tính mạng, thu hồi bảo vật này, cũng coi như trong bất hạnh gặp đại hạnh. Ba người ổn định lại một chút, rồi quay người bay vào trong cốc. Trải qua một phen kịch chiến vừa rồi, sân cốc bây giờ đã hoàn toàn thay đổi hơn phân nửa ngọn núi xung quanh bị san thành bình địa mặt đất bị lõm thành vô số hố sâu có chỗ thậm chí đâm sâu thẳng vào trong lòng đất nhìn rõ cả dung nham nóng chảy cuồn cuộn mảnh sơn mạch này tuy là nơi vắng vẻ nhưng vừa rồi bọn hắn gây ra động tính quả thực kinh người tất nhiên tránh không được khiến cho thế lực tu sĩ ở lân cận chú ý sự thật đúng là như thế mấy chục năm về sau mảnh man hoang tuyết sơn này quả thực hấp dẫn không ít người tới đây tìm cơ duyên đương nhiên những thứ này đều là nói sau rồi thiếu chút nữa quên mất ta ra ngoài thu hồi hai kiện bảo vật áp trận trước đã. Lân cửu bay đến cửa cốc, đưa mắt nhìn qua phía dưới, rồi nói. Tại hạ đi lấy những câu lôi mục kia, trong cốc nhờ đạo hữu lân thập thất rồi. Hàn lập nói thế, lân thập thất tất nhiên không nói gì thêm về việc này. Trong lòng ba người đều biết nơi đây không thích hợp ở lâu, lúc này ăn ý dị thường, tự hành động riêng, thần thức dò xét lẫn nhau, cũng không sợ có người lén dở thủ đoạn. Thanh ảnh lóe lên, thân hình hàn lập xuất hiện một chỗ ngoài sơn cốc, phát tay đánh ra một tia sáng màu xanh chui xuống mặt đất ầm um, mặt đất nổ tung ra tạo thành một cái động lớn trong động là một cây gỗ màu vàng cao hơn người to cỡ đùi người toàn thân cây màu vàng ngay vị trí đứt gãy hiện ra từng vòng lôi điện hoa văn tuổi cây bề mặt vết gãy sáng bóng trơn trượt hiện ra từng đường vân lôi điện màu vàng tản mát ra khí thức lôi điện mãnh liệt tuy là vật liệu gỗ nhưng nhìn lại giống kim trúc khoáng thạch đúng là câu lôi mộc Hàn Lập phất tay thu thanh gỗ màu vàng vào trong tay, đánh giá kỹ vài lần. Hắn đã từng xem qua về câu lôi mộc trong biển tịch. Đây là một loại linh tài lôi thuộc tính vô cùng hiếm, cực kỳ cứng rắn, có đặc tính hấp thu lực lượng lôi điện, là tài liệu thượng đẳng luyện chế linh bảo lôi thuộc tính. Nhưng bồi dưỡng linh mộc này vô cùng phiền toái, vì vậy chúng xuất hiện cực ít trên thị trường, không nghĩ tới ở chỗ này thu được cả đống. Hàn Lập nghĩ như vậy, lại phi thân đến một chỗ khác, đánh ra một tia sáng màu xanh làm mặt đất nổ tung, lại đào ra một cây câu lôi mộc. Sau một lát, hắn đào ở xung quanh sơn cốc được tổng cộng 81 cây câu lôi mộc. Khi Hàn Lập mang theo những linh mộc này bay vào trong cốc, Lân Cửu và Lân Thập Thất cũng đã đứng ở một chỗ đất trống trong sơn cốc. Phía trước người Lân Cửu có hai kiện bảo vật đang lơ lửng. Một cái là cây cổ kiếm màu vàng, có phong cách cổ xưa, hoàn toàn khác phi kiếm bình thường. Nó thuộc về loại đại kiếm, thân bản to, trên thân kiếm khắc chín đồ án ngôi sao màu vàng kiện còn lại là một cái cổ kính màu vàng, có bốn cạnh, rìa kính chạm khắc, mặt kính mơ hồ thấy không rõ lắm, mặt sau điêu khắc đồ án mãnh hổ. Hiển nhiên hai kiện bảo vật này chính là hai kiện linh bảo trấn áp mắt trận. Hai kiện bảo vật nhìn qua không tầm thường, tản mát ra trận trận chấn động kim thuộc tính, hiển nhiên đều là linh bảo cực phẩm kim thuộc tính, mặc dù còn kém tiên khí, nhưng chênh lệch không nhiều. Ngay chỗ lần thập thất, ngoại trừ lò đan màu vàng, trong tay còn cầm một vòng tay chữ vật, đúng là vật của lão già tóc bạc. Tuy rằng thu hoạch có vẻ tương đối khá, nhưng chẳng biết tại sao hai người đều trầm mặc không nói. Hai vị đạo hữu đã phát hiện ra điều gì? Hàn Lập đến bên cạnh hai người, mở miệng hỏi: "Ngươi xem đồ vật bên trong đi." Lân Thập Thất vỗ vỗ vào lò đan màu vàng, ôn tồn nói: "Hàn Lập nghe vậy, liền thả thần thức tìm kiếm phía trong lò đan. Lò đan lúc này tuy rằng sớm đã ngừng luyện đan, nhưng bên trong vẫn tràn ngập một cỗ linh lực cực nóng, chậm rãi lưu động. Hình thành một trận pháp chắc chắn khiến thần thức thăm dò vào có chút khó khăn. Hắn nhíu mày, gia tăng lực lượng thần thức, trong nháy mắt đột phá ảnh hưởng trận pháp, xông vào bên trong. Một viên đan dược màu tím lớn chừng ngón cái đang lơ lửng trong lò đan, nhưng một nửa viên đan dược đã cháy đen, hiển nhiên luyện chế thất bại. Tuy nhiên, viên đan dược này, cổ tay Hàn Lập vung khẽ, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết bắn vào các nơi trong lò đan. Hắn khẽ quát, bàn tay vỗ vào đỉnh lò đan. Ánh sáng màu xanh lóe lên trong lòng bàn tay rồi biến mất. Một tiếng kết vang nhỏ từ trong lò truyền ra, hắn khẽ vẫy tay. Nắp lò đan mở ra, viên đan dược màu tím bắn ra. Lân Cửu thấy vậy đuôi lông mày lơ đáng khẽ nhếch lên, dường như thấy việc Hàn Lập có thể cử trọng nhược khinh phá vỡ cấm chế trận pháp trên lò đan để lấy ra đan dược thì có chút kinh ngạc. Hàn Lập nhìn viên đan dược màu tím, sắc mặt ngưng trọng. Bên trên đan dược có một đạo linh văn màu tím hình tia chớp, nhưng không trọn vẹn, nhiều chỗ đứt khúc chính là những chỗ cháy đen làm linh văn bị cắt đứt hơn phân nửa. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng bên trong tia chớp linh văn màu tím tản mát ra từng điểm pháp tắc chấn động. Quả nhiên là đang luyện chế đạo đan, Hàn Lập thì thào nói. Không sai, đúng là đạo đan, ta vừa rồi nhìn kỹ lại khuôn mặt lão già tóc bạc kia, rốt cuộc nhớ ra người này tên là Bình Giao Tử, một vị địa đan sư tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu địa đan sư ở Bắc Hàn Tiên Cung. Chẳng qua là xưa nay y rất ít xuất hiện nên ít người biết hình dạng nghe nói người này một mực trùng kích thiên đan sư không biết có thành công hay không nếu y đã thành công thì lân cử nói qua giọng nói tràn đầy đắng chát hàn lập nghe vậy sắc mặt có chút khó coi một vị thiên đan sư đối với bất luận thế lực nào tất nhiên không cần nói cũng biết mặc dù trúc long đạo hầu như hùng bá một vùng đại lục là đại tông có danh tiếng lừng lẫy tại bắc hàn tiên vực nhưng cũng không có nổi một vị đủ để thấy thiên đan sư chân quý như thế nào nếu đúng như lân cử phỏng đoán Bình giao tử này đã trở thành thiên đan sư thì địa vị của y trong bắc hàn tiên cung chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Thậm chí dù chỉ là một người đứng đầu địa đan sư cũng đã không phải là chuyện đùa rồi. Hôm nay ba người vì một nhiệm vụ được treo thưởng cách xù trong vô thường minh mà ra tay chém giết lão, khó trách tên cổ kiệt kia, kia tức giận như thế, phát thể phải tiêu diệt ba người. Mới nghĩ đến đây, hắn lập tức như bị ngọn núi lớn đè lên người. Thật đúng là chọc vào đại phiền toái rồi. Hôm nay nói gì đi nữa thì cũng đã muộn chúng ta có thể trải qua vạn năm khổ tu, độ kiếp chân tiên, trên tay người nào không ít phong hồn vô tội chứ. Thế tục chính là như vậy, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chúng ta truy tìm đại đạo vốn là nghịch thiên mà làm, sao vạn cốt có thể ghi lại được. Việc đã đến nước này, ta sẽ không ngồi chờ chết. Lân cửu thở dài một hơi, lời nói xoay chuyển, đạo hữu lân cửu nói không sai, thiên đạo vô tình, người hữu tình sớm đã thành một nhúm đất rồi. Bắc Hàn tiên vực này rộng lớn như thế, chúng ta sau khi trở về, chuẩn bị kỹ càng thì dù cổ kiệt có tu vi kim tiên, cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước phân chia mấy thứ này ra, sau đó sớm rời đi thôi. Lân thập thất nhẹ gật đầu, thầm ý nói, cũng tốt, hàn lập thở nhẹ một hơi, tất nhiên không có ý kiến. Lân thập thất nghe vậy, cầm vòng tay chữ vật sung lên, dầm ào ào, trên mặt đất hiện ra một đống đổ vật. Đại đa số là các loại linh thảo, tài liệu đều tràn đầy linh khí, có vầng sáng nhiều màu, lập tức hấp dẫn ánh mắt của ba người. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nhìn chúng vào một loại linh thảo trong đó. Cỏ này có màu xanh biếc như ngọc, hình dáng có chút uốn lượn như rồng, phiến lá cực nhỏ ép sát trên thân, giống như những cái vảy. Cỏ này hóa ra đúng là cầu long thảo, là nguyên liệu chính luyện chế Xuân Lâm Đan mà lúc trước hắn xem tại Tiên Dược Các. Không thể tưởng được vậy mà thấy được ở chỗ này, trên mặt đất số lượng cầu long thảo có không ít, ước chừng hơn 10 cây, niên đại thoạt nhìn cũng năm vạn năm trở lên. Về phần các tài liệu linh thảo khác, Hàn Lập chỉ có thể nhận ra non nửa, cũng không dưới cầu long thảo, đều là cực phẩm linh tài. Chỉ với những tài liệu linh thảo này đã là một số tài phú lớn rồi. Ngoại trừ những tài liệu này, còn có 6-7 kiện pháp bảo, hai bình ngọc màu trắng, một hộp ngọc màu tím và còn có một đống nhỏ tiên nguyên thạch tầm 5 chục miếng. Các pháp bảo này đều có cấp bậc linh bảo, phẩm chất không tệ, nhưng kém xa hai kiện linh bảo áp trận. Hai bình ngọc màu trắng bị hạ cấm chế, Thần thức không cách nào xâm nhập được nên không biết đựng cái gì. Về phần hộp ngọc màu tím kia, phía trên dán một lá phủ lục màu bạc có vô số phù văn màu bạc lượn lờ như nòng nọc, tản mát ra chấn động linh lực cường đại. Trên hộp ngọc còn khắc mấy tầng linh văn, liên thông một chỗ với phủ lục màu bạc. Toàn bộ hộp ngọc được một tầng ngân quang bao phủ, thần thức căn bản không cách nào thăm dò vào trong. Lân Thập Thất đưa vòng tay chữ vật cho Lân Cửu, ý bảo kiểm tra. Lân Cửu lúc này biểu lộ có chút kỳ lạ, kinh ngạc nhìn các pháp bảo kia cũng không đón nhận ngay vòng tay chữ vật, cho đến khi Lân Thập Thất mở miệng nhắc nhở, gã mới hồi phục tinh thần lại. "A, à, vừa rồi có chút thất thần, không thể tưởng được trên người bình giao tử này lại mang theo nhiều thứ như vậy." Lân Cửu nói xong, nhận lấy vòng tay chữ vật, Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng theo ánh mắt Lân Cửu, hắn thấy một tia khác thường. Ánh mắt của hắn như hữu ý vô ý nhìn vào mấy cái pháp bảo kia thì chỉ thấy đều là pháp bảo bình thường, không phát hiện ra có gì đặc biệt. Tuy nhiên bên cạnh các pháp bảo, còn có một khối lệnh bài màu đen thoạt nhìn có chút cổ quái, phía trên khắc rõ một đồ án hình chữ thập, tỏa ra hắc quang âm u. Ồ, cái này tựa hồ là lệnh bài Thập Phương Lâu, chẳng lẽ bình giao tử này có quan hệ cùng Thập Phương Lâu? Nhưng vào lúc này, Lân Thập Thất dường như cũng phát hiện ra lệnh bài màu đen, mở miệng hỏi. Lời gã ta vừa nói ra, trong lòng Hàn Lập hơi động một chút. Y có phải là người của Thập Phương Lâu hay không, cũng không liên quan gì tới chúng ta. Lân Cửu nói qua rồi đưa vòng tay chữ vật đã kiểm tra xong cho Hàn Lập. Hàn Lập chỉ tượng trưng quét thần thức qua một cái, xác nhận trong đó đã không còn vật gì, liền gật đầu. Hắn lại nhìn vào đống chiến lợi phẩm trên mặt đất, chương 254, tranh lò đan. Mấy thứ này phân phối như thế nào đây, hai vị đạo hữu có ý kiến gì không? Lân thập thất liếm liếm bờ môi khô, nói, hay là nhìn xem những thứ bên trong bình ngọc và hộp ngọc trước đã rồi hãng tính. Lân cửu nói, một tay chào cách không, Hút lấy bình ngọc màu trắng vào trong tay, mở nắp bình ra. Hàn Lập cũng cầm một bình ngọc khác lên, mở nắp ra. Hai mùi thơm ngát độc nhất vô nhị từ trong hai bình tràn ra, ba người mới thoáng ngửi đã cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần sảng khoái. Bình ngọc trong tay hai người chứa hơn 10 viên đan dược vàng óng, lớn chừng ngón cái, mặt ngoài mơ hồ tản mát ra hào quang óng ánh. Hàn Lập tuy rằng không nhận ra tên viên đan dược này, nhưng bằng vào kinh nghiệm luyện đan của hắn, đan dược màu vàng này hẳn là loại đan dược tinh tiến tu vi hơn nữa dược hiệu tuyệt đối hơn sa thống nguyên đan. Đây là hoa thần đan, rất hữu dụng đối với tu sĩ chân tiên cảnh cô động tiên khiếu. Lân thập thất thích thú nói, chỉ sợ đan này là tên bình diêu tử kia chuẩn bị cho bản thân y phục dụng. Lân cử gật đầu nói, gã nói xong liền cầm bình ngọc màu trắng thả lại chỗ cũ, lại cầm lấy hộp ngọc màu tím. Gã nhìn kỹ một chút phù lục màu bạc dán trên hộp, sau đó phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Kết quả trên hộp ngọc đột nhiên hiện ra một tầng màu bạc sáng mờ làm pháp quyết bị văng ra. Cái này là, lân cửu kêu nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút liền duỗi một bàn tay đặt sát trên hộp ngọc, miệng lẩm nhầm, tiếp theo lòng bàn tay sáng rực kim quang. Hàn lập và lân thập thất liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được một tia hiếu kỳ. Theo lẽ thường mà nói, hộp ngọc này bảo tồn càng nghiêm mật, đồ vật bên trong càng không tầm thường. Lân cửu hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, hiển nhiên định thử vận dụng biện pháp cứng rắn để phá vỡ cấm chế trên hộp ngọc theo âm thanh chú ngữ trầm thấp trong miệng gã truyền ra, trên hộp ngọc nổi lên một loạt tia sáng trắng trói mắt. Chúng đâm xuyên vào kim quang tỏa ra từ chỗ bàn tay đặt trên hộp ngọc, phát ra liên tiếp âm thanh sắc nhọn, làm cho kim quang đều bị ngăn cản. Lân cử nhướng mày, kim quang trong bàn tay mãnh liệt sáng ngời, mơ hồ hiện ra những phù văn màu vàng. Quỷ dị chính là, tia sáng trắng từ hộp ngọc phóng ra cũng theo đó mãnh liệt hơn, phát ra một hồi âm thanh đinh đinh đang đang, vẫn không hề bị phá mở. Lân cửu trầm mặt xuống, trên trán đã hiện ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, lăn từ từ trên mặt, nhưng bàn tay gã cũng không buông hộp ngọc, kim quang tỏa ra bắt đầu càng lúc càng chói mắt. Nhưng mà tia sáng trắng trên hộp ngọc cũng nương theo đó cuồn cuộn bất định, dần dần cũng phóng xuất ra hào quang chói mắt. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới cấm chế nho nhỏ trên hộp ngọc này lại huyền diệu như thế, ngay cả Lân Cửu là chân tiên cảnh hậu kỳ cũng phải thúc thủ vô sách. Sau một lát, kim quang trên tay Lân Cửu đã chói đến độ mắt thường khó nhìn thẳng được. Mà tia sáng trắng dường như cuối cùng cũng đã tới cực hạn, bắt đầu bị kim quang bao bọc, trở nên mờ nhạt đi. Lân Cửu đang vui vẻ, nhưng chỉ sau một khắc sắc mặt chợt biến đổi, lập tức rút bàn tay ra. Tia sáng trắng trong hộp ngọc lóe lên vài lần, rồi trong chớp mắt khôi phục bộ dạng ban đầu. "Đạo hữu Lân Cửu, sao dừng lại?" Lân thập thất không hiểu hỏi, xem tình hình vừa rồi, rõ ràng là sắp phá vỡ được cấm chế tia sáng trắng kia. Người thiết lập cấm chế này quả là kẻ giỏi tâm kế ở chỗ sâu nhất có che giấu một tầng cấm chế tự hủy. Nếu ta không sớm đề phòng, kịp thời dừng lại thì không chỉ hộp ngọc này mà cả vật trong đó giờ phút này đã sớm tan thành mây khói. Lân cửu lắc đầu nói, lại cả việc này, lân thập thất nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, bình diêu tử đã bị giết, tìm phương pháp mở ở đâu. Nhất là việc này liên quan đến tiên cung, thực càng thêm khó giải quyết. Lông mày hàn lập cũng nhíu lại, theo kinh nghiệm của ta thì cũng không phải là hoàn toàn vô kế khả thi chỉ cần tính toán kỹ chuẩn bị chu toàn thì có thể thử một lần ta bất lực rồi nếu như nguyện ý thì hai vị có thể thử xem lân cửu lắc đầu đưa hộp ngọc tới trong mắt lân thập thất nổi lên thần sắc hứng thú gã thò tay tiếp lấy hộp ngọc luôn trong tay nổi lên hoàng mang bọc lại hộp ngọc màu tím trên hộp ngọc lại lập tức nổi lên màu bạc sáng mờ chặn lại hoàng mang hai thứ lại đan vào nhau ánh mắt gã ta lộ ra một tia ngưng trọng hoàng mang trên tay dần sáng miệng lẩm nhầm tay bắn ra từng đạo pháp quyết dũng mãnh lao vào trong hộp. Tia sáng trắng từ hộp ngọc màu tím tản mát ra cũng lập tức sáng lên, ngăn cản những pháp quyết xâm lấn. Sau một nén nhang, trên trán lân thập thất đã hiện đầy mồ hôi, hai tay xoay tròn bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành từng sợi sáng màu vàng bao trùm hộp ngọc. Những sợi sáng màu vàng kia nhìn kỹ thì rõ ràng là từ vô số phù văn màu vàng tạo thành. Khi bị sợi sáng màu vàng bao bọc lại, tia sáng trắng trên hộp ngọc bị đè xuống một chút. Lân cửu thấy vậy, con người sáng lên hàn lập cũng không nhịn được tiến lên trước một bước vào thời khắc này phù văn màu bạc trên hộp ngọc lóe lên bỗng nhiên tỏa ra hào quang sáng rực đánh vang sợi sáng màu vàng chung quanh sợi sáng màu vàng run lên rồi vỡ vụn thành từng đoạn cấm chế quỷ quái gì vậy quả thực là huyền bí sắc mặt lân thập thất trầm xuống hư một tiếng nhưng cũng không thử tiếp tục cưỡng ép nữa mà thu tay về lân cửu thấy vậy thở dài thất vọng ánh mắt nhìn về phía hàn lập nói đạo hữu giao thập ngũ người cũng thử một lần đi, không chừng có thể thành công đấy. Đạo hữu cũng nên cẩn thận, làm hư vẫn tính vào phần phân chia đấy. Lần thập thất nghe vậy, hắc hắc cười khan một tiếng, đưa hộp ngọc cho Hàn Lập. Tại hạ thử một lần xem, chỉ có là hai vị đều không thành công thì tại hạ hơn phân nửa cũng không làm được. Hàn Lập lơ đễnh thò tay tiếp lấy hộp ngọc, phất tay đánh ra một làn sáng màu xanh, bọc hộp ngọc lại. Hai tay hắn lúc nhanh lúc chậm bấm pháp quyết, từng sợi ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ bao phủ lên hộp ngọc, trên hộp ngọc lại nổi lên tia sáng trắng, chặn ánh sáng màu xanh lại. Ánh sáng màu xanh và tia sáng trắng đan vào nhau, lập lè bất định. Nhưng sau năm sáu nhịp thở, tia sáng trắng trên hộp ngọc bỗng nhiên sáng rực, xé rách ánh sáng màu xanh bao bọc chung quanh. Ai, xem ra tại hạ cũng bất lực, hàn lập lắc đầu, thả hộp ngọc xuống đất, nếu như cấm chế trên hộp ngọc này không cách nào phá giải, cũng không nên cưỡng cầu. Hiện tại thời gian không có nhiều, chúng ta còn phải thương lượng để phân chia bảo vật nữa lân cửu thở dài nói hành động lần này đạo hữu lân cửu làm chủ chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó việc phân chia mấy thứ này không biết đạo hữu có cao kiến gì không hàn lập nói lân thập thất cũng nhìn về phía lân cửu những thứ như linh thảo tài liệu đan dược và cả tiên nguyên thạch đều có số lượng nhiều rất dễ xử lý chia đều là được phiền toái chính là lò đan màu vàng vài kiện pháp bảo và cả hộp ngọc này lân cửu trầm ngâm nói cũng không khó, chúng ta vừa vặn có ba người, một người lấy lò đan, một người lấy pháp bảo, người còn lại lấy hộp ngọc. Hai vị thấy thế nào? Lân Thập Thất lúc này nói ra, đạo hữu đưa ra đề nghị cũng không tệ, chỉ là người nào lấy lò đan, người nào lấy pháp bảo. Lân Cửu thản nhiên hỏi, hai vị đạo hữu, Tại hạ một mực cảm thấy hứng thú với đạo luyện đan nên lò đan này để cho ta được không? Lân Thập Thất chắp tay nói ra, thật là trùng hợp, Tại hạ cũng giống thế, rất hứng thú với luyện đan đấy ánh mắt lân cửu lóe lên thâm ý sâu sắc gã cười nói lân thập thất nghe vậy sắc mặt trầm xuống hàn lập đứng ở một bên không biểu hiện gì ý niệm trong đầu chuyển động ba sự lựa chọn này vốn không thể so sánh lò đan màu vàng có phẩm giai cao nhất nghiễm nhiên là một kiện tiên khí giá trị tất nhiên lớn nhất cái gọi là cảm thấy hứng thú với luyện đan chỉ là cái cớ mà thôi hắn hiện tại đang định dùng đan đạo để đả thông bình cảnh tất nhiên rất động tâm với lò đan này nhưng bây giờ hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt cũng không mở miệng tranh đoạt lò đan, bởi vì ngay thời điểm thần thức hắn đảo qua lò đan, lại phát hiện trong đó tựa hồ ẩn giấu thứ gì. Loại cảm giác này có chút giống với cảm giác trên thanh trường đao màu đen năm đó lấy trên tay phương bàn. Kết hợp với việc lúc trước tên Kim Tiên Tiên cung cổ kiệt bảo vệ bình diêu tử thì thật khó bảo đảm là lò đan không bị động tay chân gì. Nếu vì tham bảo vật này mà làm tăng khả năng bị một tên Kim Tiên truy tung, hắn tuyệt đối sẽ không tạo ra mạo hiểm này. Cho nên hắn cố gắng kiềm chế tham niệm trong đầu nói lại với tu vi và thần thức chân tiên cảnh trung kỳ thì có lẽ lân thập thất không phát hiện ra nhưng lân cửu là chân tiên cảnh hậu kỳ lại rất cẩn thận chẳng lẽ cũng không có phát hiện chút manh mối nào sao tại hạ bị vây khốn ở bình cảnh nhiều năm vô cùng cần lò đan này để luyện chế đan dược nếu như hai vị có thể nhường bảo vật này tại hạ nguyện lấy ít đi một phần ba những vật được phân chia khác lân thập thất liếc nhìn hàn lập cười tươi rồi nói khục nếu như hàn lập hắng giọng một cái tựa hồ đang định nói gì đó. Thực không giấu giếm, tại hạ vì tìm kiếm một lò đan thích hợp cũng đã hao phí mấy trăm năm thời gian, lần này thật vất vả mới thấy một lò đan vừa lòng, kính mong hai vị đạo hữu bỏ qua thứ này. Về phần những tài nguyên phân chia khác, tại hạ nguyện lấy ít đi 2 phần 3. Không chờ Hàn Lập nói, lân cửu cắt lời, mắt Hàn Lập sáng lên, dường như bị thuyết phục, chậm đã, như vậy đi, ta chỉ cần lò đan này, không cần những thứ linh thảo tài liệu khác, đều nhường cho hai vị được không. Ánh mắt lân thập thất quét qua lò đan, nghiến răng, nói. Ha ha, không nghĩ tới đạo hữu lân thập thất lại yêu thích lò đan này như thế. Nếu đã nói đến nước này rồi, mà tại hạ còn tranh đoạt lò đan này nữa thì đúng là không nể mặt rồi. Chỉ là không biết ý đạo hữu giao thập ngũ thế nào. Lân cửu suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, ánh mắt nhìn về phía hàn lập. Nếu như hai vị đều đã có quyết định, giúp người hoàn thành ước vọng là một thói quen của tại hạ, tự sẽ không đoạt đồ mà người yêu thích. Như thế, liền chúc mừng đạo hữu lân thập thất. Nếu lúc trước các hạ hôn mê mà có lò đan này ở trước mặt thì chỉ sợ cũng sớm tỉnh lại hơn rồi. Hàn lập mỉm cười, chắp tay hướng lân thập thất. Đa tạ, đa tạ, lân thập thất nghe vẻ diễu cợt trong lời nói của Hàn lập, mặc dù tức giận. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn Hàn Lập thi triển lúc trước thì sự tức giận này đã vơi hơn phân nửa, ngoài ra hiện tại tảng đá lớn trong lòng gã đã được gỡ xuống. Lúc này gã không nói hai lời, phất tay phát ra một luồng hào quang màu vàng thu lò đan vào nhìn đống tài liệu chân quý đầy đất gã ta rất đau lòng quay đầu dứt khoát không nhìn đi sang một bên còn vài kiện pháp bảo và hộp ngọc không biết đạo hữu giao thập ngũ muốn thứ gì lân cửu nhìn về phía hàn lập mở miệng hỏi tại hạ lần này tổn thất liên tiếp hai thanh phi kiếm linh bảo bây giờ đang thiếu pháp bảo thuận tay nên muốn vài kiện pháp bảo hàn lập đưa tay chỉ vài kiện pháp bảo nói như thế ha ha đạo hữu giao thập ngũ tu luyện không phải là pháp tác thủy thuộc tính sao những pháp bảo này phần lớn là kim thuộc tính, không xứng đôi với đạo hữu đâu. Công pháp tại hạt tu luyện trùng hợp lại là kim thuộc tính, rất phù hợp với vài kiện pháp bảo này. Lại nói tiếp, hộp ngọc kia có cấm chế quỷ dị như thế, trong đó tất nhiên có bảo vật cực kỳ chân quý nên để cho đạo hữu giao thập ngũ. Ánh mắt lân cửu lóe lên, ha ha cười nói, vật trong hộp ngọc này có lẽ đúng như đạo hữu nói là thập phần chân quý, nhưng cấm chế trên hộp ngọc quả thực quỷ dị. Chỉ cần không cẩn thận một chút là tự hủy, có thể phí của trời. Tại Hạ Thiết Nghĩ, Đạo Hữu Lân Cửu mới là người có hy vọng nhất mở được hộp ngọc này, cho nên tại hạ lấy vài kiện pháp bảo thì thực tế hơn. Hàn Lập nghe vậy, lắc mạnh đầu, nói: "Chương 255, tránh đầu sóng ngọn gió." Đạo Hữu giao thập ngũ, lời ấy sai rồi, lần này nếu không có Đạo Hữu, ba người chúng ta chưa chắc đã vào được cốc này. Bởi vậy có thể thấy được tạo nghệ về cấm chế của Đạo Hữu rất sâu. Nếu Đạo Hữu không cách nào mở ra vật ấy, ta càng không có có hy vọng đạo hữu chắc cũng sẽ không ép buộc ta chứ lân cửu nghe vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào hàn lập giống như có thâm ý chậm rãi nói đạo hữu quá khen tại hạ như thế nào trong lòng biết rõ vừa rồi đã thử qua tự biết khả năng mở ra hộp ngọc này còn chưa tới một thành kỳ thật với thân phận và tu vi đạo hữu lân cửu nhất định có giao lưu rộng rãi trong đó chắc chắn có cao nhân tinh thông cấm chế hàn lập lắc đầu vẫn không lay chuyển nói đạo hữu giao thập ngũ Kỳ thật ngươi muốn bổ sung vài cái linh bảo để bù cho tổn thất lúc trước chứ gì. Như vậy đi, ngoại trừ hộp ngọc này và phế đan thì tài liệu còn lại ngươi sáu ta bốn. Như vậy các hạ cũng không thiệt thòi rồi, được chứ? Lân cửu nhìn Hàn Lập, trầm mặc một lát, rồi quyết đoán nói. Cái này, được rồi, tuy nhiên trong những tài liệu kia có cầu long thảo và câu lôi mục có ích với tại hạ, mong đạo hữu có thể bỏ qua mà nhường cho ta. Đạo hữu có thể chọn lựa những thứ cùng giá trị trong số tài liệu còn lại để thay thế. Hàn Lập tỏ vẻ đắn đo, trầm ngâm một chút, rồi nói. Không vấn đề, như thế đi, đa tạ đạo hiếu. Lân cửu nghe vậy, chắp tay với Hàn Lập, rồi phất tay phát ra một luồng kim quang, thu pháp bảo cửu tinh đại kiếm và cổ kính màu vàng vào. Kỳ thật gã căn bản không để những pháp bảo kia ở trong lòng, chủ yếu vẫn là cửu tinh kim kiếm và cổ kính màu vàng với tư cách là pháp bảo trấn áp mắt trận. Hai kiện linh bảo này có kim thuộc tính vô cùng tinh thuần nên cực kỳ tương xứng với công pháp tu luyện của gã chỉ cần tế luyện nghìn năm, lập tức có được hai kiện trọng bảo không kém tiên khí, cho nên gã nhất định phải có. ánh mắt Hàn lập chớp lên, cười nhạt, rồi phất tay một cái. một làn hào quang màu xanh hiện lên, hộp ngọc màu tím và đạo đan bị hỏng lập tức biến mất vô tung. hai người lập tức nhìn về phía Đống Linh Thảo, tài liệu, tiên nguyên thạch nhanh chóng chia thành hai phần không đều, rồi theo ước định lấy phần của mình. đến bây giờ, ba người đã chia xong tất cả bảo vật theo nhu cầu ngoại trừ trên mặt Hàn Lập có vẻ không thoải mái lắm nhưng cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Tốt rồi, không nên chậm trễ, chúng ta nhanh rời đi thôi. Lân cửu cong ngón tay búng ra một ngọn lửa, biến thi thể bình giao tử thành cho tàn, rồi nói. Hàn Lập thấy cảnh này, nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Ba người rất nhanh rời sơn cốc, hóa thành ba đạo độn quang bay đi. Mấy tháng sau, trong đại điện truyền tống trên đảo Yên Lăng có ba tu sĩ đi ra họ đi đến một chỗ yên tĩnh trên quảng trường gần đó một người vạm vỡ một phan si áo xanh và một thiếu niên da trắng đúng là ba người hàn lập nhiệm vụ lần này phát sinh nhiều biến cố nhưng nhờ có hai vị đạo hữu nên cuối cùng hữu kinh vô hiểm đây là thù lao lúc trước đã nói hai vị kiểm lại một chút lân cửu lấy ra hai túi chữ vật đưa cho hai người hàn lập hàn lập quét thần thức qua sau đó nhẹ gật đầu thu túi vào không có vấn đề gì tại hạ còn có việc vậy cáo từ trước lần thập thất thu túi chữ vật, sau đó chắp tay, thân hình hóa thành một đạo hoàng mang, biến mất phía chân trời. Đạo hữu lân cửu, hiện tại hồi tưởng lại, ban thưởng của nhiệm vụ này so với độ khó cũng không tương xứng. Các hạ là đội trưởng đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, trước khi tiếp nhiệm vụ không phát hiện có gì là sao. Hàn lập nói với lân cửu, đạo hữu giao thập ngụ ý muốn nói gì, lông mày lân cửu nhíu lại, chỉ sợ nhiệm vụ lần này ban thưởng không chỉ có như thế. Ha ha, đạo hữu bảo trọng, cáo từ. Hàn lập thâm ý nói, theo đó thân hình hóa thành một vệt cầu vồng, bay về phía xa. Hừ, nếu ban thưởng không cao, ta há lại dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới, tên tán tu này có tư chất thấp kém nhưng thủ đoạn cũng không ít, lúc trước mình nhìn lầm rồi. Lần cửu nhìn độn quang của Hàn Lập ở xa xa, thì thao tự nói, sau đó trên thân lóe lên kim quang, biến mất vô tung. Thân thể Hàn Lập được bao phủ trong thanh quang, bay về phía trước. Hai tay hắn cầm hai vật, là hộp ngọc màu tím và viên đạo đan bị hỏng, khóe miệng mỉm cười. Đạo đan mặc dù bị hỏng, nhưng nếu lấy về từ từ nghiên cứu thì chưa chắc không thể phát hiện ra thứ gì đó. Mà cấm chế trên hộp ngọc nhìn huyền diệu, nhưng lúc trước dò xét bên trong, hắn không phải là không có đầu mối, thậm chí đã nghĩ tới phương pháp phá giải, nếu không hắn há lại đáp ứng cầm hộp ngọc này. Đương nhiên trước mặt hai người lân cửu, tự nhiên hắn không lộ ra. Nếu không chẳng những sẽ đem đến phiền toái, mà còn dẫn đến việc phân chia chiến lợi phẩm cho mình sẽ ít đi. Nói lại, hắn cực kỳ hiếu kỳ với vật cất giấu trong hộp ngọc, vật mà tên bình giao tử với thân phận gần như là thiên đan sư cất chứa cẩn thận như vậy, tất nhiên không phải chuyện đùa. Mới nghĩ đến đây, hắn không khỏi nóng lòng, hận không thể chắp cánh trở về động phủ ngay lập tức, nhanh chóng phá giải tìm ra kết quả cuối cùng. Mấy tháng sau, dãy núi Trung Minh, trong chính đường của phủ đệ ở ngọn núi Xích Hà, Hàn Lập ngồi trên ghế tựa, tay nâng một chén trà nhỏ màu xanh biếc lấy nắp gạt nhẹ lá trà, nhấm nháp một ngụm. Đám người Mộng Vân Quy giờ phút này đang từ hành lang trái phải đi nhanh đến nội đường. Tiến vào phòng, chờ mọi người hành lễ với Hàn Lập xong, Mộng Vân Quy tiến lên một bước mở miệng nói, lệ trưởng lão, tôn bất chính hiện đang bế quan sinh tử. Trừ y ra, những người khác đều đã đến đủ. Hàn Lập nhìn lướt qua 9 người phía dưới, so sánh với thời điểm lúc đầu bọn họ tới nơi này, Tu Vi đã tăng rất nhiều, trong đó cảnh giới cao nhất tất nhiên là hai người Mộng Vân Quy và Tôn Bất Chính đang bế quan nhưng tốc độ tăng nhanh nhất lại chính là Mộng Thiền Thiền. Lúc này, cô gái xinh đẹp này đang đứng bên cạnh Mộng Vân Quy, mở đôi mắt to trong veo như nước nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Ta lập tức phải rời tông môn một thời gian, hiện tại gọi các người tới đây là có chút việc muốn giao cho các ngươi. Hàn Lập mở miệng nói, kính trưởng lão phân phó, trong mắt Mộng Vân Quy có chút ít kinh ngạc, lập tức ôm quyền nói đợi sau khi ta rời đi, tạm thời, phong sơn, ngọn núi xích hà, hết thảy khách lạ đều không tiếp. Trong thời gian này, nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì các ngươi không cần rời ngọn núi ra ngoài, ở trong động phủ an tâm tu luyện, chỉ cần chăm sóc tốt linh thảo trong linh dược viên là được. Về phần tài nguyên tu luyện cần thiết, ta sẽ giao cho Vân Quy. Được rồi, giờ các ngươi lui đi. Hàn lập phân phó xong, khoát tay nói. Vâng, mọi người cung kính lên tiếng, quay người đi ra ngoài mộng vân quy còn chờ hàn lập phát đan dược tất nhiên chưa rời đi mộng thiền thiền do dự một chút rồi cũng theo mọi người đi ra ngoài thiền thiền người cũng ở lại một lát hàn lập bỗng nhiên mở miệng gọi nàng lại mộng thiền thiền nghe vậy thì vô cùng mừng rõ quay người trở về đứng yên lặng bên cạnh ca ca hàn lập cổ tay lật một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một túi chữ vật màu lam quăng cho mộng vân quy mở miệng nói lần này ta ra ngoài khá lâu sẽ không thể trở về sớm những đan dược này có lẽ đủ dùng, cứ qua một khoảng thời gian thì ngươi lại phân phát cho mọi người một lần là được. Mặt khác, bên trong có cố nguyên đan, đợi sau khi tôn bất chính phá cảnh xuất quan thì cho y dùng để củng cố cảnh giới. Vâng, Mộng Vân Quy vội vàng tiếp túi chữ vật, gật đầu nói. Tốt rồi, người cũng lui trước đi, Hàn Lập phân phó nói. Mộng Vân Quy nghe vậy, thần sắc hơi lạ, liếc nhìn muội muội rồi cáo lui. Mấy ngày trước đây ta có xem, quả trứng kia được ngươi chăm sóc rất tốt. Hiện tại mặc dù vẫn chưa nở, nhưng sức sống tràn đầy dị thường bên trong, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng hoảng sợ. Hàn Lập vừa cười vừa nói, là thiền thiền làm không tốt, đến nay vẫn không thể khiến cho trứng nở. Mộng thiền thiền có chút xấu hổ, cúi đầu nói, việc ấp trứng nở vốn là cần cơ duyên, hiện tại thời cơ vẫn chưa tới, ngươi không cần lo lắng quá mức, chỉ cần tiếp tục chăm sóc tốt là được. Hàn Lập nói thế, lệ trưởng lão yên tâm, thiền thiền nhất định sẽ cố gắng chăm sóc. Mộng thiền thiền nhẹ gật đầu nói, Hàn lập cười cười, phất tay lấy ra một bình nhỏ bạch ngọc đưa cho nàng, nói, bình hỏa viêm đan này là trước kia ta ra ngoài có được, người hôm nay cũng đã có thể phục dụng, có ích rất lớn với việc tăng tốc độ tu luyện. Đa tạ lệ trưởng lão, mộng thiền thiền vội vàng đưa hai tay tiếp lấy, sung sướng nói. Được rồi, người cũng mau đi đi, hàn lập phất phất tay, nói với nàng, mộng thiền thiền nghe vậy, lại trần chờ đứng nguyên tại chỗ, có chút do dự. Như thế nào, còn có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hàn Lập thấy vậy, hỏi, lệ trưởng lão, người vừa trở về không được bao lâu, nay lại muốn ra ngoài, còn muốn phong sơn. Thiền Thiền có chút lo lắng, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Mộng Thiền Thiền có chút do dự nói, nhà đầu ngốc, ta đường đường là một chân tiên, có thể xảy ra chuyện gì. Hàn Lập nghe vậy, cười nói, thì ra là thế, vậy là tốt rồi. Thiền Thiền cáo lui, Mộng Thiền Thiền nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra xoay người rời đi hàn lập đưa mắt nhìn thân ảnh mộng thiền thiền biến mất thu lại vẻ tươi cười sắc mặt dần trở nên ngưng trọng hắn ngoài miệng nói ung dung nhưng thực tế tâm thần có chút không yên lúc này thời gian hắn trở lại tông môn vẫn chưa tới ba ngày nhưng thời gian hắn rời khỏi đại lục minh hàn cũng đã hơn nửa năm rồi ngày đó hóa thân cổ kiệt kia có thể nói toạc ra bọn hắn là người vô thường minh lúc cuối còn lộ ra thân phận là trưởng lão bắc hàn tiên cung điều này làm cho hắn không khỏi cảnh giác hàn lập mơ hồ cảm thấy ở lại trong tông thật sự không phải là hành động sáng suốt, cho nên tính đi nhận một nhiệm vụ, tạm thời rời xa tông môn, tránh đầu sóng ngọn gió. Mới nghĩ đến đây, hắn đứng dậy ra khỏi động phủ, bay xuống chân núi ngọn Xích Hà. Chương 256: Việc của người khác. Rất nhanh, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện ở động đá vôi bên trong hỏa mạch dưới mặt đất. Nơi này vẫn như lúc trước, không khí tràn ngập một cỗ khí tức nóng rực, nham thạch dưới mặt đất nóng chảy thành hồ, đỏ thẫm như huyết thanh cuồn cuộn không ngừng từng đợt bong bóng khí nổi lên nổ tung, phát ra từng đợt âm thanh như sấm rền. Đại trận do hắn bố trí xuống từ trước vẫn lẳng lặng lơ lửng trên hồ nước, chỉ là hào quang của trận kỳ đã ảm đạm, giống như nhiều ngày đã không vận chuyển. Trong đại trận cũng không thấy bóng dáng của kén tầm hỏa điểu. Hàn lập thấy thế, lập tức thúc giục tinh thần liên hệ. Tinh viêm hỏa điểu đến. Sau một lát, một tiếng hú thanh thúy vang lên từ giữa hồ. Trong hồ nham thạch nóng chảy đột nhiên khua lên một cái túi lớn, một cái bóng màu bạc bỗng nhiên từ trong túi nhảy ra, lướt gấp về phía Hàn Lập. Cái bóng tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo một cỗ khí thức vô cùng nóng bỏng, ngay lập tức đã tới. Hàn Lập bị cái bóng chạm mạnh đùng một tiếng, chỗ ngực chợt cảm thấy hơi bỏng rát. Không đợi hắn đưa tay tới, cái bóng màu bạc liền biến hình, hóa thành một người lửa tí hon màu ánh bạc, cao gần hai thước. Thân hình người tí hon đứng thẳng lên một cách linh động, rồi nhanh chóng bay một vòng quanh Hàn Lập. Hàn Lập tập trung nhìn vào, trong lòng vui vẻ. Người lửa tí hòn ánh bạc này chính là tinh viêm hỏa điểu của hắn biến thành, thoạt nhìn khuôn mặt thanh tú, giống như một em bé 5-6 tuổi. Hôm nay hỏa điều chẳng những khí thức trên thân đã sớm vượt qua trạng thái đỉnh phong tại linh giới lúc trước, mà từ hỏa diễm còn ngưng tụ ra hai mắt, đã hoàn toàn mở ra linh tính. Xem ra hỏa điều đã có tiến bộ cực lớn, nếu như tiếp tục tu luyện, chỉ sợ còn có thể phát triển hơn nữa. Nhảy nhót quanh hàn lập một hồi, đột nhiên thân hình nó hóa thành một đoàn ánh lửa, nhao lên một cái rơi vào trên bàn tay hàn lập lúc này nó lại hóa thành hình người tí hon. Hàn lập đưa tay xoa đầu người lửa tí hon ánh bạc. Người tí hon tỏ vẻ cực kỳ hưởng thụ, hít mắt ngẩng đầu lên, không ngừng cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn. Mặc dù hỏa mạch nơi này có lợi ích cực lớn đối với ngươi, nhưng lần này ta phải rời khỏi đây một thời gian, cũng không biết lúc nào mới trở về. Vì vậy không thể tiếp tục để ngươi ở chỗ này rồi. Hàn lập thì thào nói ra, cũng không biết là nói cho mình nghe, hay đang là giải thích cho tinh viêm hỏa điểu. Người tí hon tựa hồ nghe hiểu ý của hắn, thân hình bỗng nhiên trực tiếp bay vút lên, biến thành một con chim lửa nhỏ màu ánh bạc, trong miệng phát ra một tiếng kêu to vui sướng. Nó vòng qua vòng lại trên không trung một hồi, rồi đáp xuống, lóe lên ẩn vào trong cơ thể Hàn Lập. Ý tứ rõ ràng là ngươi đi nơi nào, ta đi theo nơi đấy. Hàn Lập thấy thế trên mặt lộ ra nét vui vẻ, hắn thu hồi toàn bộ pháp trận lúc trước đã bố trí ở đây, xóa tất cả dấu vết đi, sau đấy mới quay người rời khỏi sau khi ra khỏi động đá vôi hắn cũng không quay về động phủ mà vòng qua hồ lô phong từ sau khi nhận được cầu long thảo trong chữ vật trạc của bình giao tử hắn liền muốn thử luyện chế xuân lâm đan lần này nếu như phải rời khỏi đây hắn tự nhiên là muốn đi mua đan phương của xuân lâm đan rồi đến đêm khuya hắn không động tính quay về động phủ thu hồi toàn bộ linh dược thành thục có thể dùng được trong linh dược viên cũng như mang đi thạch lô cổ quái do hầu vương hiến tặng lúc trước sau đó hắn liền vội vã rời khỏi xích hà phong thẳng đường ly khai trúc long đạo. Nửa năm sau, phía bắc cổ vân đại lục, trên đỉnh một tòa núi cao vạn trượng, có một đạo ánh sáng màu xanh từ trên không trung rơi thẳng xuống dầm một tiếng. Đạo ánh sáng lún sâu vào đỉnh núi, làm chấn động sụp đổ một nửa ngọn núi, kích phát bụi mù bay cuồn cuộn. Chỉ thấy bên trong khói bụi đầy trời là một gã trung niên nam tử khuôn mặt nghiêm nghị, thần sắc lạnh lùng. Gã mặc trên người một kiện cổ giáp màu xanh, kiểu dáng cổ kính, trên thân giáp có thêu những hoa văn màu vàng, dù không hiển hiện hoa quang ra ngoài nhưng kiện cổ giáp này vẫn đem lại cảm giác trầm trọng kiên cố bộ dáng này thình lình đúng là cổ kiệt chân trái gã mang giày màu xanh đang dẫm lên một gã nam tử mập mạp mặc phục sức ngoại môn trưởng lão trúc long đạo tên này răng môi lẫn lộn mặt đầy khổ sở đang đau khổ cầu khẩn tiền bối tha mạng tha mạng a à, ta thật sự không biết người tiền bối muốn tìm là người nào cổ kiệt trên mặt hiện lên một tia mong mỏi ngón tay nhấc lên đâm vào mi tâm nam tử mập mạp chỉ thấy hào quang lóe lên trên hai ngón tay của gã, một đám tơ xanh trực tiếp bắn vào bên trong đầu của nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp kêu lên một tiếng đau đớn, liền mất đi ý thức. Sau một lát, cổ kiệt thu tay lại, trong miệng hừ lạnh một tiếng, một trưởng chụp lấy đầu lâu của nam tử mập mạp. Cái đầu không khác gì dưa hấu chín mọng, ầm ầm nổ tung, não tương đỏ trắng văng tung tóe. Bên trong đầu lâu của y xuất hiện một nguyên anh màu vàng không còn linh tính, trên thân bị tơ xanh trói chặt lại kim quang trên thân Nguyên Anh dần dần ảm đạm, rồi hoàn toàn mất đi màu sắc, biến thành cho bụi. Cổ Kiệt đứng nguyên tại chỗ, không cử động, tựa như đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu, bàn tay gã vung lên, hào quang lóe lên trước người gã, bảy tám chương mặt nạ đầu thú màu thủy lam liền xuất hiện, lơ lửng trong hư không. Sau đó, gã chụp tay về phía trước, một mặt nạ mặt ngựa màu xanh từ dưới thân nam tử mập mạp bay ra, cùng với mấy tấm mặt nạ khác lơ lửng song song với nhau. Không uổng công bổn tọa nấn ná hồi lâu ở chỗ này, rốt cuộc tìm được một chút thông tin hữu dụng. Quả nhiên là tại trúc long đạo, Cổ Kiệt nhìn đám mặt nạ trước người, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Dứt lời, bàn tay gã hung hăng chảo vào hư không một cái, đám mặt nạ đang lơ lửng trước mặt hắn liền nhao nhao nổ tung, biến thành bột mịn. Sau đó, một đoàn ánh sáng màu xanh lóe lên từ trên thân gã, thân ảnh cũng lập tức mơ hồ biến mất tại chỗ. Mấy tháng sau, tại phía Đông Trung Minh sơn mạch, trong một sơn cốc kín đáo, Tại cửa sơn cốc có một khe rãnh cực lớn, rộng hơn 10 trượng, kéo dài vào bên trong, một mực thông tới tận sâu trong sơn cốc. Những nơi khe rãnh đi qua băng tuyết đều tan ra, làm lộ ra trên mặt đá màu đen từng đám rêu xanh ướt sũng cùng với cỏ dại thấp bé. Trên vách đá dựng đứng ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc có một bóng người gầy gò, bị từng đám dây leo màu xanh siết chặt, ép vào trên mặt đá. Một đường máu màu đỏ sậm chảy dọc từ đầu của y xuống dưới chân. Nếu không có dây leo trói buộc, sợ là thân thể y sớm đã một phân thành hai mà ngã xuống hai bên. Người này khuôn mặt hết sức bình thường, nhưng lại có một đôi mắt nhỏ như chuột, ai thấy cũng khó quên. Giờ phút này phía trước người nó có một trung niên nam tử mặc thanh giáp đang lơ lửng, chính là cổ kiệt. Trên tay gã đang nắm một nguyên anh toàn thân lóe ra kim quang, đang điên cuồng dẫy ruộng, nhưng căn bản không làm được gì. Nói đi, ngày đó đám người cùng ngươi giết chết bình giao tử là những ai, hiện ở nơi nào? Cổ kiệt nhàn nhạt hỏi, mặc dù ngươi, Ngươi thân là trưởng lão kim tiên của tiên cung, nhưng không có quyền, không có quyền tự tiện xông vào trúc long đạo, đạo chủ bồn tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm của Nguyên Anh đứt quáng, trộn lẫn một tia hoảng sợ, nhưng vẫn có chút chờ mong có thể mượn uy thế của tông môn để bước lui đối phương. Bồn tọa biết trong Nguyên Anh của ngươi có cấm chế, không cách nào cưỡng ép dò xét. Bất quá, ta tin tưởng ngươi có lẽ nghe nói qua, chủng anh chi thuật, a. À, ở đây ta đang sẵn có u thủy ác thổ hảo hạng nhất. Nếu chồng nguyên anh của ngươi vào thì, quả thực là đáng để chờ mong a." À. Cổ Kiệt cười lạnh một tiếng, nói ra. Tiểu nhân màu vàng nghe xong lời ấy, lập tức giật mình một cái, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trùng anh chi thuật vốn là một loại phương pháp chữa trị khi nguyên anh bị hao tổn, có thể thông qua tiên thiên linh thổ để nuôi dưỡng nguyên anh. Nhưng nếu đem tiên thiên linh thổ đổi lại tiên thiên ác thổ, thì liền không phải là bảo dưỡng nguyên anh, mà là một hình thức hành hạ cực kỳ ác độc. Nguyên anh một khi bị trồng vào trong ác thổ, liền liên tục chịu cảnh ác thổ xâm nhập không ngừng cảm thụ nỗi thống khổ tê liệt thần hồn đồng thời lại dần dần chuyển hóa làm một bộ phận của ác thổ quá trình này sẽ kéo dài ngàn vạn năm hơn nữa căn bản không cách nào nghịch chuyển cuối cùng là mất luôn khả năng chuyển thế luân hồi xem ra người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi cổ kiệt thấy nguyên anh cả buổi không mở miệng cười lạnh nói dứt lời cổ tay hắn xoay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một lư hương ba chân trong lư hoàn toàn không có hương khói gì chỉ có một thứ bùn đất màu đen đầy lư thứ đất này đặc sệt như dầu nhớt truyền ra mùi mục nát tanh tưởi của thi thể thối giữa phía trên còn tỏa ra từng cái bong bóng khí đen bóng vừa thấy vật ấy nguyên anh màu vàng lập tức hoảng sợ muôn phần một chút tâm lý cầu may còn sót lại trong lòng cũng lập tức không còn đành phải kêu lên ta 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 nói hai người kia hắn thực ra cũng không biết thân phận thật của hai người lân cửu bất quá dưới thực lực tuyệt đối của nam tử giáp xanh cộng với cưỡng bức khủng bố của ác thổ hắn đành phải đem đầu đuôi gốc ngọn những phân tích suy đoán của mình nói sạch cho đối phương cổ kiệt sau khi nghe xong khẽ nghe răng cười nhưng tiếp theo bàn tay hắn mãnh liệt nắm lại hung hăng nghiền nát nguyên anh kia hắn giơ tay lên khẽ vẫy một cái chữ vật chạc trên cánh tay người gầy gò lập tức thoát ly hạ xuống trên tay của hắn hắn sau khi luyện hóa một chút liền đưa tay đảo một vòng trong hư không trước người hắn lập tức có vầng sáng lóe lên một cái lò đan màu vàng cùng một chương mặt nạ đầu chuột màu xanh liền hiện ra cổ kiệt đưa tay vuốt nhẹ lò đan màu vàng một cái mặt ngoài lò đan lập tức có một đạo phù văn vốn bị che giấu hiện ra từng đạo vầng sáng màu xanh theo đó phóng xuất ra từ bên trong chuyển ra một hồi chấn động ngầm coi như có chút năng lực rõ ràng che giấu dấu vết ta lưu lại hơn phân nửa trách không được ta chỉ có thể tìm tới cổ vân đại lục sau đó liền không cách nào xác định vị trí cụ thể nam tử khẽ nhướng mày nói ra nói xong hắn thu hồi lò đan và mặt nạ thân hình chuyển một cái bay về phía trung bộ Trúc Long Đạo. Lại sau nửa tháng, trên một cánh đồng tuyết trắng bao la ở gần trung bộ Trúc Long Đạo, có một đạo thân ảnh màu xanh đang phi đột, như một con diều hâu màu xanh đang lướt giữa không trung. Hư không sau lưng, có một đóa hoa sen tuyết màu trắng cực lớn như một cơn lốc xoáy lướt gấp về phía gã, tốc độ xem ra nhỉnh hơn thân ảnh màu xanh vài phần. Bên trong hoa sen tuyết chính là một vị nữ tử áo trắng như tuyết đang nằm nghiêng. Thân hình nữ tử cực kỳ hoàn mỹ, nhiều một phân xem như đẫy đà, thiếu một phân xem như gầy gò vậy. Vị này trên mặt đeo một mặt nạ hồ ly màu đỏ thắm, tuy rằng che lại dung nhan của nàng, nhưng lại càng lưu lại nhiều chỗ để tưởng tượng, đồng thời cũng tăng thêm mấy phần thần bí. Ở vị trí mi tâm mặt nạ, có một chữ tam nho nhỏ, viết bằng một loại ký tự cổ quái. Khoảng cách giữa ánh sáng màu xanh cùng hoa sen tuyết càng lúc càng trở nên gần hơn, tới lúc còn cách xa nhau mấy trăm trượng thì đột nhiên cả hai đồng thời ngừng lại. Nữ tử áo trắng thân thể thướt tha thon dài, vẫn nằm nghiêng ở bên trong hoa sen tuyết, tay phải chống lấy một bên tóc mai, tay còn lại mân mê một cành hoa trắng không có lá, mắt như sóng nước ướt át nhìn cổ kiệt. Ta không muốn cùng ngươi giao thủ, cũng không phải là sợ ngươi, đừng tự tìm đường chết. Cổ kiệt mặc giáp xanh, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn nữ tử áo trắng trong sen tuyết, lạnh lùng nói ra. Ha ha, thiếp thân không phải là mãnh hổ, cũng sẽ không ăn thịt đạo hiếu, đạo hiếu đương nhiên sẽ không sợ thiếp thân. Bất quá đạo hiếu thân là trưởng lão Bắc Hàn Tiên Cung, lại tự dưng xâm nhập Trúc Long đạo đại khai sát giới, chẳng lẽ cho rằng Trúc Long đạo sở tiên cung sao? Nữ tử áo trắng cười duyên nói, ngươi hiện đang đeo mặt nạ vô thường minh, lại mở miệng nói chuyện Trúc Long đạo, không phải có chút xen vào việc của người khác sao? Cổ kiệt nghe vậy, cười lạnh nói, thiếp thân gần đây quả thật có chút rãnh rỗi mà lòng hốt hoảng, đây không phải là do đạo hữu vừa đúng lúc xuất hiện đấy chứ? Nữ tử áo trắng khẽ thở dài một tiếng, âm u nói ra. Thanh âm của nàng êm ái dễ nghe, tựa như gió xuân vờn lên mặt, lại tựa như mưa rơi xuống đầm lầy âm u, len keng rung động. Nhưng cổ kiệt nghe qua, chỉ cảm thấy trong đầu trầm xuống, thần hồn gã bất giác có chút tê dại. chương 257, trả nhân tình, dám cả gan mê hoặc bản tọa, muốn chết, cổ kiệt hét lớn, tiếng như chuông kêu, trong nháy mắt phá tan tiếng cười của nữ tử. Chỉ thấy cổ tay y rung lên, chỗ hư không trước người chấn động, hiện ra một thanh phi kiếm màu xanh, lướt nhanh về phía nữ tử áo trắng cũng không thấy như tử áo trắng có động tác gì, hoa tuyết liên phía dưới nhất thời rực rỡ hào quang. Một cánh hoa trong suốt như ngọc dựng đứng, chắn trước người của nàng. Một tiếng cong vang lên, mũi của thanh phi kiếm màu xanh đâm vào cánh hoa tuyết liên sâu hơn tất, nhưng cũng không có cách nào lao tiếp, chỉ có thể đu đưa, rung rung ở giữa không trung. Cổ kiệt thấy thế, hai tay kết kiếm quyết, miệng bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết. Chỉ thấy phù văn trên phi kiếm màu xanh sáng rực, đầu mũi kiếm đâm vào tuyết liên đột nhiên sáng lên thanh quang cỡ hạt gạo, từ đó truyền ra từng đợt khí thức mộc thuộc tính nồng đậm nương theo điểm thanh quang này sáng lên cánh hoa tuyết liên bắt đầu từ trong suốt như ngọc trắng chuyển thành óng ánh như ngọc bích chỉ nghe thấy một tiếng bụp vang nhỏ hạt gạo đang mờ mịt thanh quang chợt lóe lên tỏa ra ánh sáng chói lọi bỗng nhiên bắn ra một sợi tơ màu xanh biếc trong suốt như ngọc mỏng manh như sợi tóc trông vô cùng mềm mại nhưng tốc độ kinh người không gì sánh được trong nháy mắt xuyên thủng cánh hoa tuyết liên bắn vào nụ hoa ở bên trong Nữ tử nằm nghiêng trên bông hoa tuyết liên thấy thế, ánh mắt hơi nheo một chút, vung cảnh hoa trắng không có lá trong tay ra, đánh về phía sợi tơ xanh biếc kia. Lại hai tiếng bụp bụp vang lên, sợi tơ màu xanh biếc xuyên thẳng qua hai lớp cánh hoa mới dừng lại, hào quang ảm đạm, lập tức tiêu tan. Còn hai cánh hoa trên bông hoa trắng trong tay nữ tử áo trắng cũng chuyển thành màu đen, héo rũ, rớt xuống. Thực là không biết thương hoa tiếc ngọc, nữ tử có phần ai oán, khẽ vuốt bông hoa trắng, sau đó đứng dậy, cong tay về phía cánh hoa tuyết liên bị mũi phi kiếm màu xanh đâm vào, nhẹ nhàng búng một cái. Phi kiếm màu xanh lập tức như bị sét đánh, run rẩy gào thét, rung động kịch liệt, trên mặt cánh hoa bay ra, lượn vòng bay trở về trong tay cổ kiệt. Cổ kiệt vừa mới cầm vào chuôi kiếm, liền đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ngứa ngáy, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên chuôi kiếm có đầy phấn hoa màu hồng. Không đợi y buông chuôi kiếm, chỉ thấy phấn hoa lóe lên hào quang, từ đó từng con bướm xinh đẹp, có màu sắc vô cùng sặc sỡ nhanh nhẹn bay ra chi chít, nhanh chóng vây quanh người y. Cổ kiệt nhíu mày, phù văn trên giáp trụ chấp động, rực rỡ thanh quang, từng sợi dây mảnh khảnh màu xanh từ trên giáp trụ thò ra, vô cùng dày đặc, tuôn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt phủ kín bảy bươm bướm này vào trong, xoắn lại không sót con nào. Nhưng đúng lúc này, y kinh ngạc phát hiện, nữ tử áo trắng và bông hoa tuyết liền trước mắt biến mất không thấy đâu, ngay cả chấn động khí tức cũng đều biến mất toàn bộ, không còn chút nào. Thân hình y xoay chuyển, nhìn bốn phía, hoảng sợ phát hiện xung quanh trống rỗng, không có gì cả, ngay cả cánh đồng tuyết phía dưới cũng biến mất không thấy. Hừ, chính là ảo cảnh, đừng hòng nhốt được ta." Cổ Kiệt kêu nhẹ, dứt lời, hai mắt y nhắm nghiền, môi bắt đầu lặng lẽ mấp máy. Theo đó, một hồi âm thanh ngâm nga vang lên, trong lòng bàn tay y sáng lên một vòng hào quang màu xanh, giáp trụ trên người và phù văn trên trường kiếm trong tay cũng sáng choang, từ đó phóng ra hào quang màu xanh biếc óng ánh. Sau một lát, hai mắt y mở ra hai tay cầm kiếm bổ về phía trước miệng quát to một tiếng mở chỉ thấy trong hư không phía sau lưng thanh quang cao vọt lên bảy kiếm ảnh màu xanh cao quá nghìn trượng như những ngọn núi mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ hung hãn đập xuống phía trước rầm 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 trong hư không tiếng sấm không ngừng vang lên bảy kiếm ảnh liên tục chém xuống khiến toàn bộ không gian đều chấn động kịch liệt nhưng mà khi đợt chấn động kịch liệt từ từ lắng xuống xung quanh vẫn như trước không có vật gì không có nửa điểm biến hóa thần sắc trong mắt cổ kiệt rốt cục phát sinh biến hóa. Lúc này y mới phát giác, chính y dường như đang ở bên trong một không gian hư vô. Cổ đạo hiếu, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải đánh tiếp. Hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Đúng lúc này, trong hư không xung quanh vang lên tiếng nữ tử áo trắng có chút mơ hồ. Người định nói chuyện gì? Cổ kiệt hỏi, ta biết chuyện đã xảy ra. Đấy chỉ là một nhiệm vụ trong minh mà thôi, bọn chúng chỉ là người thi hành, không làm gì sai. Nữ tử áo trắng chậm rãi nói, nực cười, dám ngông cuồng giết một vị tu sĩ chân tiên rất có thể trở thành thiên đan sư của tiên cung ta mà ngươi lại nói không làm sai. Ta tới tận cửa trả thù, chẳng phải là càng không sai sao? Cổ Kiệt giận tím mặt, nói, hoàn toàn chính xác, Cổ đạo hữu cũng không sai, chỉ là bọn chúng giết một người của các ngươi, mà ngươi giết của vô thường minh, có lẽ là cả trúc long đạo không chỉ một người. Nữ tử áo trắng hỏi ngược lại, mạng của những người này làm sao có thể đánh đồng cùng bình giao tử được. Cổ kiệt diễu cật nói, đấy là lập trường của ngươi, còn ở lập trường của ta, ngươi đã làm thái quá rồi, đến thời điểm nên thu tay lại. Nữ tử áo trắng lắc đầu, bình tĩnh nói, hai tên kia chưa chết, việc này đừng hòng bỏ qua. Cổ kiệt hư lạnh một tiếng, dứt khoát nói, đây là ta cho bác hàn tiên cung mặt mũi nên mới nói với ngươi những lời này. Nếu các hạ tiếp tục không biết tốt xấu, dù ta chưa chắc có thể thực sự lưu ngươi lại được, nhưng liều mạng bế quan nghìn năm cũng đủ có thể phong ấn 12 tiên khiếu của ngươi khiến ngươi thực lực đại tồn. Nói đi nói lại, các hạ cũng đừng tưởng rằng tiên cung sẽ vì một gã kim tiên mà chấp nhận xích mích cùng vô thường minh và trúc long đạo. Nếu thật sự là như thế, ngươi cũng sẽ không lẻ loi một mình tới đây. Sắc mặt nữ tử áo trắng rốt cuộc trầm xuống, cổ kiệt nghe vậy, thân sắc cứng đờ, trầm mặc lại. Người lúc trước người giết bất kể là của vô thường minh hay trúc long đạo cũng sẽ không truy cứu. Việc này coi như chấm dứt, nếu người biết nặng nhẹ thì mau mau rời đại lục cổ vân cùng với giọng nói của nữ tử ngày càng nhỏ lại thì phía trên đỉnh đầu cổ kiệt bỗng nhiên sắc trời phong quang mấy cánh hoa lớn nở rộ bốn phía đưa y từ bên trong thả ra ngoài sau đó bông hoa tuyết liên khổng lồ màu trắng kia lóe lên hào quang rồi ầm ầm biến mất cổ kiệt lơ lửng giữa không trung sau một hồi âm tình biến hóa trên mặt rốt cục thân hình mờ nhạt hóa thành một tia đạo thanh quang bay nhanh theo hướng bắc nửa ngày sau trên một ngọn núi không biết tên ở trúc long đạo trong lòng núi có một đàn tế hình tròn rộng rãi bốn phía có tám cây cột đá màu đen thẳng đứng trên đỉnh có chậu than bên trong không biết đốt lại dầu gì sáng lên ánh sáng màu đỏ thắm rọi sáng không gian xung quanh ánh sáng chiếu rọi xuống phía dưới là một nam tử to lớn mang mặt nạ đầu hương màu xanh đội nón rộng vành màu đen đang xoa xoa hai tay gã ta đi đi lại lại trên tế đàn bước chân lung tung có vẻ vô cùng lo lắng chính là lân cửu lúc trước gã biết được ở khu vực trúc long đạo và vô thường minh có người liên tiếp bị giết từ trong minh lộ ra tin tức vụn vặt cũng đoán được là tên trưởng lão kim tiên của bắc hàn tiên cung đã tới cửa tìm giết gã vốn định lấy cớ rời sa tông môn trốn vào một bí cảnh không ai biết tu thành kim tiên rồi mới trở về đúng thời điểm theo dự định thoát đi thì gã lại thu được tin tức từ một thành viên cấp cao của vô thường minh bảo gã tuyệt đối đừng rời khỏi dãy núi trung minh cứ tạm lánh ở chỗ này chờ tin tức chờ đợi ở đây gần một năm mà nửa điểm tin tức cũng không có không khỏi làm gã có chút lo lắng. Đúng lúc này, chỗ chính giữa tế đàn bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Một đóa hoa tuyết liên màu trắng từ hư không nở rộ, ở giữa chấp động bạch quang, hiện ra một nữ tử áo trắng. Vân, lân tam tiền bối, lân cửu thấy thế vội vàng kêu một tiếng, cung kính nghênh đón. Chuyện cổ kiệt đã không còn đáng ngại rồi, chỉ là trong nghìn năm, người cũng đừng có đặt chân tới đại lục Minh Hàn. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói, đa tạ lân tam tiền bối cứu giúp. Lân cửu vội vã lại một cái rất sâu, cung kính nói: trước ta thiếu của ngươi một cái nhân tình, lần này coi như là trả lại. Sau này có loại sự việc thế này ta cũng sẽ không xuất thủ nữa, người tự giải quyết cho tốt. Nữ tử áo trắng lạnh nhạt mở miệng nói, nói xong, nhân ảnh hóa thành một đạo bạch quang tan giã, lập tức biến mất. Lân cửu đành cười khổ một tiếng, rồi hướng về phía hư không thi lễ một cái. Sau đó, gã gỡ mặt nạ đầu hưu xuống, thân hình chợt co rút lại biến thành một tên nam tử béo ục ịch mặc kim bào lộng lẫy, chính là Hùng Sơn, bên ngoài đại lục cổ vân, tại một vùng biển xanh đậm không bị đóng băng ở phía đông. Trong vùng biển này có các đảo tạo thành một vòng tròn, ở giữa là lòng chảo biển đen kịt, sâu tới vạn trượng. Ở sâu bên trong lòng chảo có một tấm bia đá màu xám trắng cao tới 10 trượng, trên đó hiện ra đầy những cái lỗ nông sâu do bị nước biển ăn mòn, mặt trên còn được phủ kín bởi một lớp hải tảo trơn nhẵn màu đen, khiến cho thoạt nhìn giống hệt một tảng đá ngầm trong biển nhưng mà trên thực tế tấm bia đá màu xám trắng này chính là cửa vào tiếp theo động thiên bí cảnh do trúc long đạo quản lý bên trong bí cảnh tại một quảng trường trên ngọn núi đá trắng lơ lửng trong hư không màu xanh biếc hàn lập đang khoanh tay đưa mắt nhìn về phía xa xa cuối tầm mắt là những ngọn núi riêng biệt cao nghìn trượng phủ đầy thảm thực vật màu xanh biếc trăng trịt tất cả chúng đều trôi nổi trong hư không mỗi một ngọn núi đều không chạm đất chỉ có những sợi dây màu xanh rậm rạp rủ xuống như mái tóc buông thõng vào trong sương mù xám xịt phía dưới bí cảnh này có tên là phù sơn bên trong có mấy ngàn ngọn núi cô độc bên trên tràn đầy thiên địa nguyên khí nhiều loại linh dược cực phẩm sinh trưởng trong đó gồm nhiều loại dược liệu cần cho luyện chế đan dược như sơn phục thần phục long tham mà từ trên này đi xuống phía dưới chân núi là một vùng sương mù dày đặc mù mịt khắp biển khơi sâu không thấy đáy bên trong ẩn giấu rất nhiều sinh vật cổ quái có da sám trắng hình dạng giống như người bên ngoài gọi là gì thì từ cổ trí kim cũng không thấy có điển tịch nào ghi chép chỉ biết người trong trúc long đạo dựa vào hình dáng mà gọi chúng là bạch quỷ. Trong hoàn cảnh bình thường, những con bạch quỷ này sẽ không rời biển khơi mà lên phù sơn. Nhưng cách mấy năm sương mù dày đặc bên trong biển khơi không hề báo trước bốc lên, lan tràn khắp phù sơn. Lúc này, vô số bạch quỷ sẽ từ sâu trong biển khơi mà tràn ra, theo sương mù che giấu nhảy vào trong các ngọn phù sơn hái và ăn những linh dược trên núi. Nếu gặp tu sĩ ngân cản, sẽ phát sinh xung đột mà phát động chém giết. Chiến lực của những con bạch quỷ này cũng không gọi là cường hãn nhưng số lượng chúng rất nhiều, lại không sợ chết, nên trong lịch sử mấy lần chiến tranh ở quy mô lớn thì song phương chưa có bên nào chiếm được ưu thế. Sau này vì muốn làm một lần cho xong để ngăn cản bạch quỷ, một vị đạo chủ am hiểu trận pháp trong trúc long đạo đã bày ra dưới phủ sơn một đạo cấm chế mạnh mẽ, có thể ngăn cản xương mù dày đặc bốc lên, do đó mới hoàn toàn ngăn chặn tận gốc bạch quỷ tập kích. Đáng tiếc là niềm vui không được bao lâu, mọi người nhanh chóng phát hiện, không có sương mù dày đặc lan tràn sản lượng linh dược trong bí cảnh phù sơn càng ngày càng ít đi mà linh dược như sơn phục thần lại càng trở nên tuyệt tích một cây cũng không thấy